Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ban tổ chức, ban giám thị cùng toàn thể quý vị học viên thân mến. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp thu qua bài Nghi thức thờ phượng lễ bái của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên Nguyễn Văn Bực đến từ tỉnh An Giang đến đây trình bày qua nội dung của chuyên đề này. Vậy trân trọng kính mời ông đến diễn đàn. Và mời quý vị hoan nghênh cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện cho đảng, chánh quyền, mặt trận tổ quốc địa phương. Kính thưa quý vị ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân An, ban tổ chức lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo, ban giám thị cùng tất cả quý vị là học viên về dự lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản kinh mến. Thật là một niềm vinh dự lớn lao đến với bản thân của chúng tôi khi được ban trị sự Trung ương, ban phổ truyền giáo lý phân công về xã Tân An này gặp gỡ qua toàn thể chư quý vị. Vậy lời nói đầu tiên của tôi là xin gửi đến toàn thể chư quý vị lời tri ân nồng hậu nhất của tôi. Xin cảm ơn toàn thể chư quý vị. Hôm nay trước đạo tràng nồng ấm, sự phấn khởi vui tươi mà tất cả các tín đồ ở trong lớp học này, thì xin quý vị bô lão cũng thông cảm cho chúng tôi. Thì ở trong lớp học thì cho chúng tôi được phép gọi là học viên để cái sự trao đổi được tận tình hơn và thân mật hơn. Do đó mong rằng quý vị bô lão, cô bác lớn tuổi thông cảm. Còn tất cả các em nhỏ với tôi thì chúng ta hãy thấy rằng bằng tuổi tôi thì coi như là anh em, nhỏ hơn tôi thì kể như là con cháu trong lớp học. Để trong việc trao đổi này có điều gì chưa rõ, chúng ta có thể trao đổi và hỏi lại. Trong đời được phân công thì ban tổ chức dành cho chúng tôi thời gian khá rộng, có nghĩa là buổi gặp gỡ tới 90 phút. Nhưng mà tôi cố gắng trao đổi lại cho tròn chừng 80 phút, còn lại 15 hoặc 20 phút xin ban giám thị thêm 10 phút để quý vị trao đổi cho dở lẽ. Tại sao vậy? Tại vì nghi thức thờ phượng của người Phật giáo Hòa Hảo là một cái đề tài diễn giảng và thực hành, nói và làm. Nếu chúng ta không hiểu thì trong cuộc làm của chúng ta gặp nhiều việc, chưa tỏ ra mình là một tín đồ chánh tín. Do đó trong bài giảng hôm nay thì chúng tôi xin phép thêm cho ban giám thị cho chúng tôi ít nhất thêm 10 phút nữa, cho được 100 phút gặp gỡ với quý vị để dành cho quý vị những cái phần hỏi. Tôi cũng nghe rất nhiều tín đồ sau khi dự lớp hoặc là sau khi đến dự buổi lễ thuyết giảng thì về nói rằng chúng tôi đến nghe các ông giáo lý viên nói hoài trên máy gần 2-3 tiếng đồng hồ mà có hai câu giảng của thầy, muốn trao đổi với quý ông quý bà mà cũng không được, thành ra rất là tiếc. Vì hôm nay trong cái lớp học này thì chúng tôi sẽ chi tiết gọn lại, rút ngắn lại trong cái đề tài mà được phân công và trong tài liệu quý vị sẵn có. Vậy cái phần nào mà trong tài liệu có rồi chúng tôi xin miễn đọc lại và chi tiết hết tất cả các từng phần trong đề tài, chứ không ngoài đề tài được. Tại sao vậy? Tại vì vốn kiến thức là căn bản. Chúng tôi nói kiến thức là gì? Kiến là thấy, thức là biết. Cái thấy, cái biết của quý vị cùng chúng tôi phải giống nhau. Trong sự giống nhau đó, để rồi 15 ngày ngồi giữ lớp như thế này, quý vị còn làm bài để rồi chấm rồi thi. Vì học ở trong lớp thì chắc chắn chúng ta phải có thi cử, mà trong cái thi cử thì chắc chắn phải có đậu cao, đậu thấp. Nhưng mà tôi mong rằng là tín đồ Phật giáo Hảo bước vào lớp đạo như thế này thì cái đậu, cái rớt là lẽ đương nhiên. Nhưng mà
đó là cái hành trang để quý vị mang suốt khoảng đường đời của mình. Cho chúng tôi nói phần này, vì cái sự kiến thức của quý vị đã nhận định đúng rồi, sau khi thu mình lại để vào cái lớp đạo như thế này trong 14-15 ngày, cái nhận thức đó quá chính xác, quá đúng, là hành trang mình mang theo suốt khoảng đường đời của mình. Ngồi tại lớp đây, sau khi về nhà, quý vị áp dụng liền vào cuộc sống thực tế. Chúng tôi thấy trong cái lớp đạo như thế này, đó là một cái đại duyên lành. Nội đây có người tu đắc đạo, chúng ta được độ. Do đó, trong lớp đạo mà mở thì sự nhận thức chính đáng đó, quý vị sẽ là một cái hành trang dài trên suốt cuộc đời của mình. Trong lớp này không bao giờ quý vị quên được, vì thì sự nhận thức này hoàn toàn chân chánh và chánh lý. Chúng tôi nhận thấy rằng, nhất là các em nhỏ, các em là đội ngũ kế thừa mai sau, các em là một đội ngũ giảng viên truyền bá giáo lý sau này, sẽ nối theo cái huệ mạng của Đức Phật và Đức Thầy, mang giáo lý đi truyền bá khắp nơi nơi trong bá tánh. Như vậy thì cái sự nhận thức đó, thay vì tất cả các cùng lứa tuổi như các em thì đã nô đùa ở ngoài và chạy đi chơi theo tất cả các cái vật chất bên ngoài, nhưng các em dừng lại ngồi vào cái máy đạo tràng như thế này để nghe chúng tôi trao đổi cùng các em về đạo lý, thì những cái mà các em thu thập ngày hôm nay đó là cái hành trang mang theo các em suốt quãng đường đời của mình. Mà mang theo cái quãng đường đời bằng cái đạo lý đó là tuyệt vời. Chúng tôi nói rằng không thể tưởng tượng được, trong cái việc mà các em đã thu mình lại vào trong lớp này để nối theo ông, bà, cha, mẹ, cô bác lớn tuổi đây, các em đã thấy đó, 70-80 tuổi cũng có mà vẫn ngồi vào cái lớp này để làm gì? Là cây cao bóng cả để che mát các em đó. Các em nương vào cái bóng mát này mà để rồi được cái mát cái bản thân của mình, được một cái trí tuệ sáng suốt cũng ở trong cái lớp này mà ra. Chúng tôi nói các em chắc chắn là những vị học sinh ở trong lớp, ở trong cái nhà trường, phải nói là có thể có em tới 12 đại học ở trong lớp này nữa. Vậy thì trong những cái lớp học mà ở mái nhà trường đó, các em sẽ dự cái lớp đạo này để làm gì? Để mở mang vốn trí tuệ sẵn có. Các em sẽ có được một cái nguồn trí tuệ phong phú sau khi trở lại cầm bút vào mái nhà trường tiếp thêm. Lớp đạo này không trở ngại gì cho cái bước em vào mái nhà trường cả, mà giúp cho các em mở mang một vốn trí tuệ tuyệt vời sau khi cầm bút trở lại mái nhà trường, gọi là trí tuệ. Chúng tôi nhận thấy vô cùng quý báu về tại xã Tân An này, cái lớp đông như thế này mà phần nhiều là tất cả các em học sinh ở trong lớp dừng lại 3 tháng nghỉ hè, tập trung vào cái lớp học đạo nối theo cái bước của cha ông. Vậy thì cái lời nói đầu tiên này cho chúng tôi nhắn nhủ và gửi gắm: các em ngồi trong lớp này không phải vì cái việc thi cử đặt nặng, không phải vì cái đậu cao thủ khoa U1, U2 làm nặng, coi chừng đậu ở tại lớp đây thật là cao, nhưng mà về nhà thì rớt ở tại nhà. Cô bác lớn tuổi đây không bao giờ giết lách lợi các em đâu, nhưng mà coi chừng ở tại lớp đây đậu không cao, nhưng mà về nhà cô bác đậu rất là cao. Một thời cúng cô bác cũng không bao giờ vắng và bỏ qua bao giờ. Còn các em thì sáng cúng, tối thì bỏ, tối cúng, sáng thì bỏ. Như thế chúng ta chưa bằng các cô bác lớn tuổi ở đây là ở chỗ đó. Cái bước đi của cô bác, ông bà của mình đó, hãy bước tới đặt chân xuống rất là chậm, nhưng mà hãy đặt chân xuống rồi là không bao giờ lui trở lại, và từ đó mà tiến tới. Còn các em để xuống rồi thì dỡ lên bước tới liền, nhưng mà bước lui lại cũng mau lắm. Cho nên tôi mong rằng lớp đạo như thế này có mở thì các em là con cháu của Phật giáo Hòa Hảo, tham gia vào một cái lớp học như thế này, đó là đúng lời dạy của Đức Tôn Sư: sự học hành không làm trở ngại cho đạo đức, trái lại nhờ nó mà mình hiểu biết rõ ràng giáo lý cao siêu của tôn giáo. Nó tránh cho mình tất cả các sự lạc lầm, bỏ các điều dị đoan mê tín. Nó làm cho mình dẹp bỏ những điều tò mị, bỏ các sự si mê, trở về cái đạo lý. Các em thấy rõ ràng qua một đoạn trong cái bài sự học của Đức Thầy chỉ dạy, giúp cho các em mở ra phần kiến thức. Vậy thì hôm nay ở tại cái lớp đạo này,
trong tay các vị học viên trong lớp đã có tài liệu, kính mời dở ngay cái trang 29 đó, cái chỗ bài 3 đó quý vị. Bài đó là bài nghi thức thờ phượng trang 30 đó. Vậy thì trong cái lớp này chúng tôi đã nói phần đầu rồi ha, cái thời gian rất là khích khao, có nghĩa là 3 giáo lý viên giảng bài trong buổi sáng. Do vậy thì chúng tôi chỉ sơ khởi qua một cái khái nét rồi là vào đề liền tức khắc các cô bác anh chị em. Trong bài nghi thức thờ phượng này, nguyên nhân nào mà chúng ta được ngồi tại lớp này? Từ năm 1999, ban đại diện Phật giáo Hảo cấp trung ương là cấp toàn đạo ra đời, thì từ đó đến nay là kể như 15 năm rồi. Thì chúng ta có tư cách pháp nhân được truyền đạo giảng đạo hợp pháp, nhưng mà có tư cách pháp nhân không phải dễ cô bác anh chị em, mà phải hội đủ 5 điều kiện. Một là có giáo chủ, cái tôn giáo của chúng ta có giáo chủ. Hai, có giáo lý, Nguyễn Thị Văn giáo lý toàn bộ chắc chắn nhà của quý vị đã có rồi. Ba là phải có giáo luật, bốn là phải có giáo lễ, và năm là tín đồ. Vậy thì 5 cái điều kiện mà đã hội đủ, do vậy nhà nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận đạo Phật giáo Hòa Hảo có tư cách pháp nhân được truyền đạo giảng đạo hợp pháp. Cô bác anh chị em thấy chúng ta đã hội đủ điều kiện rồi đó. Vậy thì vào đạo Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta phải làm gì? Phải tu tâm, phải dưỡng tánh, phải ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh. Quay về cõi phúc đường chân đạo, Phật pháp thiền na dốc thực hành. Cô bác anh chị em ơi, quả thật là một lời dạy của Đức Thầy dạy cho cô Năm Võ Thị Hợi, mà cũng là một lời dạy vàng ngọc mà Đức Thầy đã dạy lại cho chúng ta trên bước đường tu niệm. Thầy ân cần dạy dỗ cho tín đồ, tôi cùng quý vị phải cố gắng chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương. Hôm nay với mái đạo tràng này, với đề tài nghi thức thờ phượng, cho chúng tôi được chia làm 2 phần đó cô bác anh chị em. Chia làm 2 phần bởi vì đây là một cái đề mà nằm trong cái mục thứ tư đó, gọi là lễ. Tôn giáo Phật giáo Hảo có giới luật, có lễ nghi và có tín đồ. Tín đồ là tôi cùng quý vị, đó là tín đồ. Nhưng mà lễ nghi là gì? Lễ nghi là sự cúng lại, cách thờ phượng trong tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Vậy thì phần lễ nghi này cho chúng tôi được chia làm 2 phần. Phần thứ nhất đó là chúng tôi nói cách thờ và ý nghĩa các ngôi thờ. Phần thứ hai đó thì cho chúng tôi nói sự cúng lại của người cư sĩ tại gia. Đây là một bài diễn giảng và thực hành nói và làm. Thì chiều nay hoặc giả là ngày mai ban giám thị sẽ mời học viên lên trên này chúng ta lại mẫu, lại mẫu để biết rằng trong cái buổi trao đổi của tôi cùng quý vị đó sẽ chọn lựa một cái mẫu nào mà nó thống nhất chung trong toàn đạo, để được giống nhau trong cái nếp sống tôn giáo, thờ giống nhau, xá giống nhau, lại giống nhau và hành đạo giống nhau. Mỗi tôn giáo đều có cách thờ, mỗi tôn giáo đều có cách lại, mỗi tôn giáo đều có cách hành trì giới luật. Do đó tôi cùng quý vị phải thực hiện cho bằng được trong mọi điều kiện này. Vậy thì trong cái phần đầu là thờ phượng. Thờ phượng là gì? Thờ phượng còn có nghĩa là phượng thờ hay phụng thờ. Đức Thầy cho chúng ta biết đó, hiếu trung kiện tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Vậy thì việc phượng thờ mẹ cha là một cái điều tối quan trọng mà con người là luôn luôn lúc nào cũng phải ghi nhớ. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, có nghĩa là tổ tiên ta đã gầy dựng lại một gian sang gấm dốc này, để lại cho chúng ta một cái nghệ thuật văn chương, để lại cho ta trên mình một cái dòng họ, rồi để lại một cái gia tài đồ sộ cho ta. Hôm nay trong bước đường tu niệm lại để lại cho mình một cái đức vô cùng quý báu, một cái đức hạnh đó. Chúng ta phải làm sao cô bác anh chị em? Chúng ta phải ráng tu cầu và đắp bồi. Nếu không tu cầu, không đắp bồi, chúng ta không đạt đạo. Vậy thì Đức Thầy dạy rõ ràng cho toàn thể tín đồ Phật giáo Hảo, tôi cùng quý vị đó,
phải thờ. Nhưng mà thờ là như thế nào? Thờ là tưởng nhớ công ơn, thờ là biết rõ chúng ta thờ ai. Nếu không biết rõ chỗ thờ và thờ ai thì té ra tín đồ Phật giáo hảo chúng ta chưa được chánh tín. Muốn trở về phần chánh tín là phải biết trong việc làm của mình là làm như thế nào và thờ là thờ ai. Như vậy thì trong cái mục này đó, cho chúng tôi chia làm 4 phần nha quý vị. Trong tài liệu có sẵn trong tay đó, chúng tôi miễn đọc lại. Trong 4 phần này chúng tôi chỉ bổ sung thêm cho quý vị mà thôi, với tầm kiến thức. 1. Tại sao ta phải thờ cúng? 2. Thờ cúng những ai? 3. Chỗ thờ cúng? 4. Ý nghĩa các ngôi thờ. Chúng ta hiểu hết 4 cái phần này thì ở tại nhà chúng ta hoàn toàn là một tín đồ chánh tín. Bằng ngược lại, chúng ta chưa rõ được cái chân lý của Phật giáo Hòa Hảo. Mục thứ nhất, phải không quý vị có tài liệu trong tay nha, rõ ràng mục thứ nhất chúng tôi trao đổi từng phần một à. Tại sao ta phải thờ cúng? Nếu gặp câu hỏi này, quý vị cầm bút lên viết thẳng liền trả lời. Tại vì mang nặng thâm ân các đấng thánh thần tiên Phật, các vị đã hy sinh sự mê mờ cho chúng sanh, các vị đã hy sinh quãng đời của mình cho nhân loại, các vị đã đem hết cái cuộc đời của mình trao trọn cho tất cả chúng sanh, do đó việc thờ cúng hoàn toàn chánh lý. Nếu quý vị trả lời như thế thì nên nhớ chứng minh vào câu giảng của Đức Thầy. Phải không quý vị? Nếu không chứng minh câu giảng của Đức Thầy được, điểm chúng ta thấp. Tại sao vậy? Tại vì một phần lý luận của mình là phải kèm theo gọi là nói có sách, mách có chứng. Khi nói rồi một câu lý luận của mình thì nên nhớ đem câu giảng của Đức Thầy vào đó để chứng minh, qua lời giải đó để chứng tỏ rằng chúng ta nói có sách, mách có chứng. Vậy là trong giáo lý của Đức Thầy quý vị chắc chắn thuộc rất là nhiều rồi quý vị. Để chứng minh vào cái chỗ là tại vì mang nặng thâm ân mà Đức Thầy viết phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp, vân thần nghĩa trọng hữu thiên niên, còn nhiều nhiều lắm nữa, nhiều câu chứng minh vào nữa mà chúng tôi chỉ điển hình một lời dẫn giải của tôi là chỉ điển hình một câu hoặc hai câu thôi chứ không nhiều được, không thể nào thời gian mà cho chúng tôi để trao đổi thêm nhiều được, quý vị thông cảm. Vậy thì mang nặng thâm ân đó cho nên chúng ta mới thượng lên các ngôi thờ. Nhưng mà đặt câu hỏi của cái phần thứ hai đó là thờ cúng những ai, quý vị thấy không? Trong cái phần trong tài liệu có đủ hết trơn đó. Thờ cửu quyền thất tổ ông bà. Vì ông bà chúng ta là ai? Là tổ tiên sanh ra ông bà sanh ra cha mẹ sanh ra ta. Vậy thì công ơn đó là thờ tổ tiên ông bà cha mẹ là hoàn toàn chánh tín. Phần thứ hai, thờ Phật, Pháp, Tăng, Phật, Thánh, Tiên, Thần. Đây là những vị đã khai sáng sự mê mờ cho chúng sanh, là những vị cứu thế. Vậy là chúng ta phải thờ những vị đó. Vậy thì nói gọn lại, trong phần thờ trong gia đình, chúng ta chắc chắn chỉ có 3 ngôi thờ mà thôi. Tôi sẽ lần lượt kể đến. Cái phần thứ ba, chỗ thờ cúng. Kính thưa toàn thể cho quý vị, có đủ trong tài liệu hết rồi nha. Chút nữa tôi có hỏi lại quý vị cũng phải trả lời cho nó ngọt ở chỗ này. Tại vì cái nào tôi giải qua, tôi trình bày qua thì quý vị phải coi lại trong tài liệu và thấy rõ. Ở một cái gia đình nào cũng vậy, hay hoặc giả quý vị đi trên đường, hoặc giả là ngồi trong cái rạp, người ta đều có xách những cái ghế khiêm nhường, một cái ghế danh dự và những cái ghế dành cho tất cả các cái hạng người ngồi. Một hàng ghế đầu này đây, ban tổ chức của cái lớp học này sắp cô bác lớn tuổi ngồi trên là hoàn toàn chính xác. Các vị trung niên ngồi kế thêm và các em nhỏ mới ngồi phần cuối ở dưới. Đó là cách sắp xếp của ban tổ chức ở tại lớp học này đi vào quy cách. Ở tại nhà của chúng ta, nhà nào cũng có 3 căn ở trên cô bác anh chị em. Ở tại cái vùng mà An Giang đây đó thì nhà có 3 căn, nhưng mà căn giữa đó thường thường chúng ta thờ bàn thờ cửu quyền là ở phần dưới, mà dưới nhà chứ không bao giờ dám thờ một bên. Phần thứ hai, ngôi tam bảo là trên bàn thờ cửu quyền chứ không bao giờ ngang bàn thờ cửu quyền được. Hướng ra ngoài sân có một bàn thông thiên khoảng khoát giản dị
như một đóa hoa sen nở giữa nhân gian, đó là ba ngôi thờ đó. Nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng nằm ngay giữa căn nhà và xây mặt ra ngoài đường. Đối diện với căn nhà đó là một bàn thông thiên, nhưng mà cũng ngay giữa chứ không bao giờ ở cặp một bên được. Đó là gì? Đó là sự trân trọng của toàn thể tín đồ Phật giáo hảo đối với các ngôi thờ, gọi là chỗ thờ cúng. Cái chỗ phần thứ ba này đó là cái tuyệt vời đó. Quý vị nhớ ra cái phần thứ ba mà tôi trình bày đó, nếu gặp câu hỏi thì quý vị giải cùng chúng tôi cho nó ngọt. Ý nghĩa các ngôi thờ. Chỗ này quý vị coi chừng gặp ba giám thị đặt câu hỏi, nhờ đồng đạo trình bày ý nghĩa các ngôi thờ. Bữa nay tôi trình bày cho quý vị nè, trong tài liệu có rồi, nếu trả lời đúng trong tài liệu cũng tốt, nhưng mà với tôi thì quý vị nên bổ sung tầm kiến thức của mình thêm vào đó bằng cách lý luận rồi chứng minh câu giáo lý của thầy. Cho tôi nói ba câu thờ nha quý vị. Bàn thờ thứ nhất mang bốn chữ cửu quyền thất tổ. Chữ cửu là mang con số 9, chữ quyền là sâu kính. Hai chữ gom lại cửu quyền là chỉ quý bà đó. Chữ thất là mang con số 7, mà chữ tổ là chỉ các bậc cao vời như tổ tông ông bà của chúng ta, là chỉ quý ông. Vì thế bốn chữ cửu quyền thất tổ là bàn thờ ông bà của chúng ta đó, phải không cô bác anh chị em? Đây là bàn thờ ông bà của chúng ta, chứ đừng có giải thêm trong đó nào là cháu con chắc. Đây là cửu tộc chứ không phải là cửu quyền. Cửu quyền thất tổ là chỉ gom gọn bên ông bên bà. Do đâu mà chúng tôi dám nói chỗ này? Ngay cái vào thời cúng cơm của tôi cùng quý vị đó, dọn mâm cơm lên bàn thờ cửu quyền, đức thầy dạy, tôi đọc lại quý vị nghe nghe. Mỗi khi ăn cơm với mắm muối chi cũng vậy, đều nguyện giấy cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ quá giảng về ăn với mình để tỏ lòng hiếu thảo. Chỉ tới cha mẹ là hết rồi, chứ không có tới phần con cháu chắc, không có trong đó. Vậy thì quý vị cùng chúng tôi phải nhận định rõ ở ngay trong bàn thờ cửu quyền là thờ ông bà, hãy xác định như thế là đủ rồi, chứng minh câu giáo lý của đức thầy, phải không quý vị? Cửu quyền thất tổ chẳng thờ để thờ những đạo ngọn cờ trắng phao, còn nhiều lắm nha quý vị. Hãy rắn rồi giải thích rồi chứng minh vào giáo lý của đức thầy. Bàn thờ cửu quyền chúng tôi chỉ giải rất là đơn giản, rất là gọn để quý vị dễ nhớ. Trong lúc làm bài thi hay trong lúc chiều nay sinh hoạt hoàn toàn gặp nhiều cái áp lực, áp lực đưa đến cho mình căng thẳng cái đầu, bước lên cái diễn đàn như thế này nó rung không còn nhớ cái gì cả, thì như thế chúng ta trả bài đâu có đạt hiệu quả đâu. Vì thì phải nhận thức vào trong cái tư tưởng của mình bằng những sự truyền đạt lẫn nhau, như thế chúng ta lên đây mới còn có thể đủ điều kiện để trả lời. Vì thì bàn thờ cửu quyền giải gọn, đó là bàn thờ ông bà của chúng ta. Hiếu rung kiện tích sờ sờ, người đời phải biết thượng thờ mẹ cha. Như thế chúng ta cho qua phần thứ nhất. Phần thứ hai, ngôi tam bảo. Chữ tam là ba, chữ bảo là báo. Một, Phật bảo. Hai, Pháp bảo. Ba, Tăng bảo. Hiện nay toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đã thượng lên cái ngôi này một bức trần già. Do đâu mà chúng ta được đức thầy cho bức trần già quý vị? Trong bài thờ phượng đó, đức thầy viết một đoạn: từ trước đến nay các chùa chiền đã tạo quá nhiều hình tượng, đành rằng vì tôn kính đấng từ bi nên mới làm ra thờ phượng ngài. Nhưng gần đây có nhiều kẻ lợi dụng để thủ lợi, bây giờ chúng ta không nên tạo thêm nữa. Làm thế chúng ta không có ý hủy bán sự phượng thờ của các chùa chiền. Cách thờ phượng ấy cũng tùy theo điều kiện của các sư mà chúng ta cũng có thể sùng ngưỡng đặng. Riêng về cư sĩ ở nhà không nên tạo thêm nữa, nên thờ đơn giản cho lòng tin tưởng trở lại tâm hồn, hơn ở vào sự hào nhón bề ngoài. Từ trước chúng ta thờ trần điều là di tích của Đức Phật Thầy Tây An để lại, nhưng gần đây có nhiều kẻ thờ trần điều tự xưng cùng tông phái chúng ta, làm sái phép, sái cái tôn chỉ Đức Phật, nên toàn thể trong đạo đổi lại màu da. Tới đây ngưng nghe quý vị, hãy đọc hết bài này dài lắm. Vậy thì chúng ta ngưng lại cái chỗ này để làm gì? Để hiểu rõ trong cái việc thượng lên các ngôi thờ như thế này vô cùng quan trọng đối với tín đồ.
trong bài Tu Thân Sử Kỷ, thầy viết liền một đoạn nữa, tôi đọc quý vị cùng nghe nha, để chúng ta mạnh dạn đưa lên các ngôi thờ bằng một cách chánh tín hoàn toàn chứ không mê tín. Cũng đừng thấy người ta thờ Phật rồi mình dối giả lập bàn thờ Phật mà chưa hiểu ông Phật thế nào và tại sao ta phải thờ kính Đức Phật. Nếu tu như thế, thờ Phật như thế thì càng tu càng thờ bao nhiêu, càng tỏ ra cho thiên hạ thấy rõ ta mê tín bấy nhiêu. Đó cũng là cái đích để cho người vô đạo nhắm đó mà bài bác, dạo chê hay quỷ bán, và cũng rất uổng cho cái công trình thành kính lễ bái của ta vậy. Tuyệt vời phải không cô bác anh chị em? Cái chỗ thờ của mình là tuyệt vời, nhưng mà mình phải đủ niềm tin. Vậy thì Tam Bảo chúng tôi đã trình bày sơ đôi nét. Ở giữa ngôi Tam Bảo chúng ta thượng lên một bức trần già. Ngày trước ông bà chúng ta đó là ở trước tấm kiến đó cô bác, ở sau tấm vải mang màu già đó. Mỗi một năm đó là thay một tấm đó. Nhưng mà bây giờ đó, để tiện bề quét dọn lau chùi, một tấm kiến sơn màu già ở phần sau lau chùi rất là dễ, khỏi thay màu vải nữa. Phải không cô bác anh chị em? Nhưng mà cái màu này như thế nào mà được Đức Thầy đưa lên? Vô cùng quan trọng. Một màu già kết hợp lại năm màu: xanh, đỏ, trắng, vàng, đen, cộng lại thành màu già. Lại nữa, từ trước các sư dùng màu già để biểu hiện cho sự thoát tục của mình, và màu ấy là sự kết hợp của tất cả các màu sắc khác, không phân biệt chủng tộc và cá nhân. Vì vậy chúng ta dùng nó trong chỗ thờ phượng để tiêu biểu cho tinh thần vô thượng của nhà Phật. Đây là một cái màu tiêu biểu cho tinh thần vô thượng của nhà Phật. Do đó tín đồ Phật giáo hảo được Đức Thầy cho thờ bức trần già, vì tôn trọng đấng từ bi, vì cung kính đấng từ bi cho nên mới thờ lại ngài. Từ chỗ đó toàn thể tín đồ Phật giáo hảo tôi cùng quý vị đó mới thượng lên thêm hai bên chân dung của Đức Thầy. Đây là cái phần thượng lên để chiêm ngưỡng chứ không phải thờ cô bác anh chị em, mà nhất là các em nhỏ đó nha. Các em nhỏ phải hiểu ngay chỗ này. Nếu rằng nói thượng chân dung của thầy lên hai bên để thờ thì các em trả lời liền tức khắc à. Các em phải mạnh dạn trả lời, và trả lời bằng một cách quyết đoán. Không, Đức Quỳnh Giáo Chủ hay Đức Thầy của chúng tôi đó là ông nội, ông cha, ông bà của chúng tôi đó là thượng lên là chiêm ngưỡng chứ không có thờ. Tại sao? Tại vì không có lưu hương. Các em trả lời liền tức khắc à. Chỗ này mà chúng ta không rõ được là chúng ta sẽ bị thua ngay chỗ này. Nơi nào ngôi thờ là có lưu hương để đốt nhang để cắm, nơi nào không có lưu hương là chiêm ngưỡng, không thờ. Vậy là thầy chúng ta có dạy lại cho chúng ta trong cái bài hành lễ đó: chỉ thờ lại Đức Phật, Tổ tiên, ông bà, cha mẹ lúc còn sống và những vị anh hùng cứu quốc. Với những kẻ khác nên bỏ hẳn sự lại lục người sống cho đến thầy mình cũng vậy, chỉ xá thôi. Do đó tôi cùng quý vị đó hướng về chân dung của Đức Thầy đó là xá thôi chứ không có lại. Mình dưng theo lời dạy của Đức Thầy không có cô bác anh chị em. Vậy thì ngôi Tam Bảo là gì? Là một cái chỗ thờ Phật, Pháp, Tăng. Hiểu quý vị? Để tới phần thứ ba là bàn thông thiên. Bàn thông thiên sao gọi là thông thiên? Trên thông thiên, dưới thông địa gọi là thông thiên, mà trong tài liệu có để cái chữ đó: thiên tại ốc thiểm độc, là bước ra khỏi mái nhà, thân và mặt người lương dân trực tiếp với hư không. Vậy thì cái chỗ hư không đó mới tượng trưng cho cái bàn này là thờ tiên đạo. Bàn thờ của quyền thất tổ ông bà là tượng trưng cho thánh đạo. Ngôi Tam Bảo tượng trưng cho Phật đạo. Vậy thì Phật thánh tiên đông độ lướt sang miền Nam địa phân chia đẳng cấp, hay là Nam mô Tam giáo quy mơn phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Bây giờ tóm lại nha quý vị, nếu gặp câu hỏi nhờ đồng đạo trình bày ý nghĩa các ngôi thờ, nếu mà cuối cùng mà giải không nổi đó, không lý luận được, không chứng minh được đó, là cũng phải nhớ cho thật là gọn là ba ngôi thờ đó là vốn tượng trưng: một, bàn thờ cứu quyền tượng trưng cho thánh đạo; hai, ngôi Tam Bảo tượng trưng cho Phật đạo; ba, bàn thông thiên tượng trưng cho tiên đạo.
như vậy thì cái bài mà quý vị trả bài đó nó không có mất điểm. Chứ nếu mà không nhớ cái bước cuối cùng này nữa là chúng tôi thấy khó. Cô bác anh chị em, nhất là các em học viên đó, tuổi còn trẻ, trình độ văn hóa rất là cao, thì các em phải nhớ rằng bốn cái phần đầu tiên mà chúng tôi trình bày đó không có lớp nào mà không có thi. Quý vị, tôi chốm lại một lần để qua bốn cái phần này. Một, đặt câu hỏi tại sao ta phải thờ cúng, thì quý vị trả lời liền: tại vì mang nặng thâm ân các đấng thánh thần tiên Phật nên chúng ta phải thờ. Phải không quý vị? Do cái mang nặng công ơn đó mà đất nước Việt Nam chúng ta đó cũng chẳng thờ. Từ 4.000 năm trở lại đây, tổ tiên ta đã giành lại cái gian sang gấm dốc này. Do vậy, phần thờ tổ tiên ông bà là truyền thống của dân tộc. Truyền thống dân tộc Việt Nam là tôn sư trọng đạo, thờ kính tổ tiên. Quý vị nên nhớ đánh dấu vào chỗ này nha quý vị, để rồi chứng minh thêm nhiều câu giảng của Đức Thầy. Vậy thì qua cái phần thứ nhất rồi tới phần thứ hai, thờ cúng những ai, quý vị phải nói gọn hơn. Bây giờ nếu có thể gọn đó là cái thờ trong bốn ân: một là tổ tiên cha mẹ, hai đất nước quê hương, ba tam bảo và bốn đồng bào nhân loại. Nếu mà có cuối cùng mà có quên chăng nữa đó là cũng phải nhớ bốn cái này để nói vào đặng mà không mất điểm. Chúng tôi mong rằng quý vị cố gắng làm sao trong cái lúc trả bài chúng ta không lạc đề. Nếu mà không nhớ câu giảng để chứng minh được thì cũng không cho lạc đề, để rồi điểm mới rất cao. Đó là cái ý thứ hai. Ý thứ ba đó, chỗ thờ cúng, cái điểm này không quan trọng lắm, nhưng mà quý vị ai ai cũng đã biết, mỗi một cái hội trường rập hát hay là buổi thuyết giảng hay là lớp học hoặc giả là lên xe đều có những chiếc ghế khiêm nhường. Thì những chiếc ghế khiêm nhường đó dành cho những người lớn tuổi, cô bác của chúng ta, rồi tới mới trung niên và tới đó mới các em thiếu nhi ở phần sau rốt. Vậy thì cái phần thứ ba đây tượng trưng cho cái sắp xếp chỗ ngồi. Rồi tới cái phần thứ tư là ý nghĩa các ngôi thờ chỗ này vô cùng quan trọng, mà chúng tôi mong rằng tất cả các vị học viên ở trong lớp phải để vào trong lòng. Bởi vì chúng ta thờ mà chúng ta không hiểu được ý nghĩa của các ngôi thờ này thì người ở ngoài tôn giáo người ta đánh giá rằng chúng ta mê tín. Trong giáo lý của Đức Thầy có viết những câu mà tôi đọc lên quý vị cùng nghe đó, để chúng ta thoát khỏi cái này. Vào một tôn giáo người ta nói rằng theo tôn giáo nó cũng như thuốc phiện vậy đó, ai nếm vào ắt là phải nghiện, chẳng còn lo trang võ đấu chinh. Không, vào đạo Phật giáo hảo không phải như thế, mà hoàn toàn chánh tính và sáng suốt, thông minh, trí tuệ, định ngộ, biết áp dụng cho việc trên là Phật, dưới là ông bà, dưới thân bằng quyến thuộc, và đem cái tài mình phục vụ non sông đất nước. Phật giáo hòa hảo là thế. Phải nói là tuyệt vời của bác anh chị em. Vậy thì cái phần đầu cho chúng tôi chỉ khái luận và phân tích giải thích bốn phần quan trọng mà quý vị sẽ gặp phải trong cái lớp học. Nên nhớ coi lại giáo lý của Đức Tôn Sư để chứng minh thêm vào những cái chỗ mà chúng tôi đã lý luận trao đổi cùng quý vị. Phần thứ hai, quý vị lật tới à, lật tới là coi chúng tôi trình bày có bỏ sót cái phần nào trong tài liệu hay không, để rồi sau khi quý vị làm bài thi đó không bao giờ bị thiếu. Chúng tôi nói từ dư hơn trong tài liệu và có thể bổ sung thêm nhiều kiến thức cho quý vị, để rồi trong cái lúc gặp câu hỏi thi. Phần tiếp thêm đó là sự cúng lại của người cư sĩ tại gia. Sự cúng lại là gì? Không quý vị? Bởi vì cúng á, và lại đây á, là tượng trưng cho cái sự ghi ân các đấng mà chúng tôi đã nói ở phần đầu. Và cái sự thờ lại là làm gì? Học đòi theo mảnh gương sáng lạng đó để chúng ta trở thành y như các bậc tiền bối đã đi qua. Vậy thì trong mỗi tôn giáo đều có những cách lễ lại khác nhau. Giờ cho tôi điển hình hai tôn giáo thôi quý vị, còn gọn thôi. Một là tứ ân hiếu nghĩa. Tứ ân hiếu nghĩa đó có một cách lại, nhưng mà lại đó ngồi sấp chè he xuống, rồi lại bốn lại, hai cái bàn tay lật sấp xuống chứ không có lật ngửa lên. Đâu có giống Phật giáo Hòa Hảo mình đâu quý vị, không giống rồi đó. Nhưng mà đó là một tôn giáo. Một tôn giáo nữa là Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam có hai cách lại nữa.
Một là cách lại ở bên Tây Tạng gọi là Ấn Độ đó, là đưa cái tay lên trên này nè, rồi xá xuống là xá thẳng xuống gì nè, cái chuột thẳng ra cái nằm dài hết dưới đất á. Hai bàn tay lật sắp xuống là lật ngửa lên, rồi mới ngóc lên. Ba lại mà thôi chứ không có bốn lại. Cách lại ở Trung Quốc á thì cũng đưa ngang đây mà chấp vào bàn tay bưng bưng vậy nè, chứ không có chấp thẳng như chúng ta. Đưa lên trán rồi đem xuống đó, lại xuống là lại hai bàn tay lật sắp xuống, rồi gục cái đầu xuống cái lật hai bàn tay lên, rồi ngóc lên mà lại quỳ. Thì là có giống ở chúng ta không có gì? Không giống đâu. Bởi vì cách lại để làm gì? Để phân biệt giữa tôn giáo này và tôn giáo khác. Đúng quý vị. Giữa tôn giáo có cách lại khác nhau để phân biệt, chứ không phải là ông lại đúng đó, ông thành tôi lại, trật là tôi không thành. Nói vậy là không phải. Tôi cùng quý vị trao đổi chỗ này cho nó rõ nghĩa với nhau. Lại là thể hiện nếp sống tôn giáo để giống nhau, người ta đi ngang đường người ta ngó ông đó cúng người đâu đó và giống hảo đó. Bây giờ cách lại ông giống hịch như các ông khác à. Còn thấy cách lại của Phật giáo Việt Nam thôi đó, ông đó là Phật giáo Việt Nam đó, ông lại giống hai cách mà tôi vừa nói cho quý vị đó. Như vậy thì đây là những cái cách lại mà trong cái phần sự cúng lại này cho chúng tôi chi tiết rất nhiều tiết mục, quý vị coi đâu là liệu ngang. Phần thứ nhất, trang trí, trang phục, cách cầm hương, cách xá, cách xoay vòng, cách lại, cách tịnh niệm, ý nghĩa của bài nguyện. Hết rồi đó. Trong tài liệu quý vị có nhiều đó đó. Nhưng mà chúng tôi sẽ bổ sung thêm cho quý vị đó là cái phần ích lợi, phần tai hại, phần bình và phần kết luận cái đề này, để khẳng định rằng chúng ta phải làm gì trong cái bài nghi thức thờ phượng này. Phần thứ nhất, trang trí là gì? Trang trí là cách sắp xếp lư hương, quét, lau, chùi ở trên các ngôi thờ một cách tươm tất. Phải không quý vị? Gọi là trang trí. Tôi đến đây lần thứ nhất, nhưng mà thấy lại các ngôi thờ ở tại gia đình đây và cái lễ đài này phải nói là nghiêm khiết đó quý vị. Đây là một cái chỗ thờ nghiêm khiết và không có thể là đóng góp bổ sung thêm một cái gì được nữa. Chắc chắn rằng ban trị sự và ban tổ chức nơi đây thường xuyên về tổ đình hoặc giả là về chùa An Hòa Tự. Do đó các chú, các bác, các anh em ở tại đây đã thực hiện đúng theo cái phương pháp cách sắp xếp lư hương. Cách sắp lư hương nơi nào chúng ta đứng. Trong lớp này nếu quý vị có cọ quẹt chút đỉnh mong thông cảm ha, và chúng ta phải sửa. Mà nếu các em là con cháu học trong lớp này mà về nhà cha mẹ theo cách sắp xếp đó chưa có đúng trong cái lớp đạo, thì các em phải làm sao để nói với cha mẹ sửa nè. Chỗ đó là chỗ khó đó. Như cô bác lớn tuổi ở đây đó, mình làm cha làm mẹ gia đình thì mình về mình sửa lại ngay, rất là dễ. Nhưng mà con cháu làm sao dám sửa cha mẹ. Vậy thì có một điều các em phải thưa nhỏ nhẹ với mẹ cha rằng, con vào cái lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản mở tại cái xã Tân An đó cha ơi mẹ ơi, là các chú giáo lý viên đó có trao đổi với các con rằng theo tại tổ đình, theo tại chùa An Hòa Tự được Đức Thầy chỉ dạy phương pháp sắp lư hương. Nơi nào mà mình đứng đó là lư hương ở trước nhất, rồi mới tới nước, rồi mới tới bông. Quý vị nghe rõ không quý vị? Nơi nào mình đứng là nơi nào tôi đứng đây là cái bàn nè, tôi nói đây là bàn thông thiên nha. Tôi đứng là ở đây là trước nhất là cái lư hương đây à. Rồi cái lư hương đây mới nước và sau rốt đó mới bông. Nếu chưa đúng thì chúng ta nên chỉnh lại cho đúng. Do đâu mà chúng tôi dám nói chỗ này? Tại nhà ông Hương Bộ Thạnh, một lần nọ Đức Thầy đang thuyết pháp xong, Ngài viết ra kệ giảng. Thì trong buổi đó ông Hương Quảng Diệp từ trên Hòa Hảo đến thăm cùng ba tín đồ. Đến nơi ông Hương Quảng thưa Thầy: bạch Thầy, hiện nay từ Hòa Hảo cho đến làng Hưng Nhân có rất nhiều tín đồ về cách lại, cách thờ không giống nhau. Thầy chỉ cho con đặng về trình bày lại với đồng đạo. Đức Thầy làm thinh cho cô bác anh chị em. Đức Thầy không nói gì cả. Tới 1 giờ chiều, ông Hương Quảng Diệp trong từng giờ coi Đức Thầy có trả lời hay không. 1 giờ rồi 2 giờ rồi 3 giờ kéo dài thời gian. Ông Hương Quảng ông rất là lo lắng trong lòng. Đức Thầy kêu Hương Quảng lại mà nói rằng: không, ông an tâm, lời hỏi của ông tôi nghe hết rồi, nhưng mà đúng thời cơ tôi sẽ trả lời cho ông. Đúng 5 giờ cô bác anh chị em.
5 giờ chiều thầy lấy cái áo dài, áo tràng già đó thầy mặc vào. Thầy kêu Hương Quán Diệp, ông Hai Quê, ông Ba Ngà và ông Hương Bộ Thạnh, ba ông hãy đứng đây mà coi. Đức thầy sửa các cái lư hương y như chúng tôi đã trình bày cùng quý vị. Nên nhớ, chỗ nào chúng ta đứng là lư hương ở trước nhất, rồi tới nước, rồi tới bông. Đức thầy xá ba xá, quỳ xuống đọc bài cúi kính dâng hương. Đọc rồi thầy đứng lên đi cắm hương. Cắm xong thầy trở lại chắp tay vào ngực đọc tiếp bài cúi kính, đó là 8 câu còn lại. Đọc xong rồi thầy lại búng lại. Thầy chỉ bằng một cách trực tiếp, chứ không có phải là đứng đó để hướng dẫn cho ông Hương Bộ Thạnh làm. Cô bác anh chị em thấy không? Đây là một cái buổi mà lại dạy cho 3-4 vị tín đồ kỳ cựu ngày xưa, cô bác anh chị em. Vậy thì nếu chỗ nào mà chúng ta thấy chưa được phù hợp, chúng tôi không dám nói quý vị thờ trật đó quý vị, chúng tôi không dám nói quý vị thờ trật, nhưng mà chưa có phù hợp thì chúng ta sửa lại cho phù hợp, giống như lời Đức Thầy đã dạy cho ông Hương Quán Diệp, ông Ba Ngà, ông Hai Quê và ông Hương Bộ Thạnh là 3 tín đồ kỳ cựu được truyền lại cho chúng ta. Đó là cái phần cách sắp xếp lư hương, cô bác anh chị em. Bây giờ tới cái bước thứ hai ha. Thì trong bàn thờ này chúng ta có cúng đồ không quý vị? Có cúng bàn thờ cửu quyền thất tổ ông bà đó, cúng món chi cũng đặng. Như vậy trong bàn thờ này có thể cúng thêm cơm, bánh, trái cây, hoa quả tươi, thực phẩm, món nào mình ăn được là cúng trong bàn thờ cửu quyền. Ngoài cái bông hoa và nước lã ra, có nghĩa là cúng bông hoa, cúng nước lã và thêm là thực phẩm mình ăn uống. Ngôi Tam Bảo và bàn Thông Thiên chỉ cúng bông hoa, nước lạnh và nhang thôi. Đức Thầy có nói 3 phần đó. Nước lạnh tiêu biểu cho sự trong sạch, bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, còn nhang dùng đặng bán mùi quế trượt. Ngoài ra không cúng một món chi khác cả. Vậy thì tôi cùng quý vị đó là nhớ kỹ là bàn Thông Thiên và ngôi Tam Bảo là không cúng một món gì khác hơn, cô bác anh chị em. Nhưng mà tôi về giữ miệt dứ, cô bác về Bến Tre đó, tôi thấy đồng đạo đó để trên bàn Thông Thiên đó một cái dĩa trái cây ngũ quả. Tôi hỏi cái này Đức Thầy chúng ta đâu có dạy quý đồng đạo. Quý đồng đạo nói rằng chúng tôi nghĩ là trái cây cũng tinh khiết trong sạch thôi chứ không có chi. Tôi nói không được, tại vì Đức Thầy dạy rõ rồi, bàn Phật và bàn Thông Thiên đó là ngoài cái 3 cái phần mà vừa giải thích cùng quý vị là không cúng món gì khác hơn được. Thậm chí có đồng đạo đó quý vị ơi, dọn cái bàn Phật lên cầu nguyện cho người chết, cái chặt 2 trái dừa ra để 2 trái dừa hai bên. Không được đó cô bác anh chị em, không luôn à. Trong bàn Phật chỉ có một lư hương và nước và hoa thôi. Nếu bàn Phật, tại vì cái bàn Phật được dọn giữa sân nhà hay giữa trời, thì cái bàn Phật rất là lớn. Do đó chúng ta có thể dọn một cái lư hương lớn và 3 ly nước lớn và 3 chung bông và một cái lẳng hoa hay là một cái bình hoa. Như thế coi mới có phần tươm tất. Như vậy thì chúng tôi đã trình bày cách trang trí là như vậy, phải không cô bác anh chị em? Rồi tới trang phục. Trang phục là gì? Là những cái bộ đồ mà chúng ta mặc để cúng, cô bác anh chị em. Tín đồ Phật giáo hòa hảo là được Đức Thầy dạy một cách là dễ nhất có thể của tất cả các tôn giáo. Mỗi tôn giáo nào cũng vậy, bắt đầu vào thời khóa có nghĩa là cúng lại thì phải mặc đồ trang nghiêm, có nghĩa là đồng phục quá mới được quyền vô cúng, vô ngồi tham thiền. Còn chúng ta hả, lựa một bộ đồ nào sạch sẽ nhất ở trong nhà bận cúng là được. Nhưng mà bây giờ giải vô rất là rẻ, cô bác anh chị em. Do đó tôi cùng quý vị nên may áo tràng già để mặc cúng, cô bác ơi. Do đâu chúng tôi dám nói áo tràng già? Do một lần Đức Thầy ở tại nhà ông Hương Bộ Thạnh đó. Giờ tới nhà Hương Bộ Thạnh đó, giao cho ông Hương Bộ Thạnh quản lý Đức Thầy. Ông để cho Đức Thầy ở cái nhà dưới đó. Chứ ông đâu có để Thầy ở nhà trên. Bởi vì ông đâu có tin tưởng Đức Thầy. Mà ông Hương Bộ Thạnh ông ghiền ấp hiện một cái không thể tưởng tượng nổi, cô bác anh chị em. Đức Thầy kêu ông Hương Bộ mà hỏi rằng ông có muốn cai ấp hiện không? Ông quá nổi vui mừng, cô bác anh chị em. Bởi vì ông nghe tiếng Đức Thầy mình là một vị thầy thuốc trị bá bệnh, trị rất là nhiều bệnh bằng giấy vàng nước lã. Đức Thầy hỏi xong ông quá mừng, ông nói thưa cậu Tư, tôi giờ rất là muốn cai cái ấp hiện nhưng mà không thể nào cai nổi, nhờ cậu Tư giúp giùm. Thầy nói chỉ sợ ông không cương quyết, chứ nếu ông cương quyết là chúng tôi sẽ trị hết ngay. Vì lý do đó
Cho nên Đức Thầy nói vậy thì thôi, bây giờ đó ông uống một viên, ngày mai uống viên nữa là hết đó. Đức Thầy móc trong mình của Thầy ra một viên thuốc, đưa cho ông Phương Bồ Thạnh uống rồi. Thì Đức Thầy mới xuống nhà dưới, lúc 5 giờ đến 6 giờ Thầy cúng xong, Thầy trở về nhà dưới Thầy nằm. 10 giờ đêm cái cơn nghiện nó lên, nó cô bác anh em nó lên, ông không thể nào dằn được nữa. Ông nói với bà Hương Bộ, bà ơi bà xuống bà nói với ông cậu Tư cho tôi thêm viên nữa chứ cấp này là hết chịu nổi rồi, bây giờ nó quá khứ lên cơn nghiện rồi. Bà Hương Bộ đó cô bác, bà rón rén bà đi xuống nhà dưới ngang, bà ngó vô cái giường Đức Thầy đứng nằm ngủ đó, không phải Thầy nữa cô bác anh em, mà gặp ông già cái râu dài tới bụng gì ra, râu trắng tư luôn. Bà tung ba cái giỏ đâu mới lên không có nổi. Cô bác ơi, bà ngồi phịch xuống chút xíu bà mới lên nổi. Mà bà lên tới mùng ông Hương Bộ rồi đó. Bà quèo Hương Bộ, ông đi xuống liền với tôi bà, ông coi nghe. Cho tôi nói hết được rồi, cứng hàm hết trơn rồi. Ông Hương Bộ, ông nói cái gì dữ đó bà. Thì ông mới lồm cồm ngồi vậy, ông ráng đi cho cái ghiền lên, ông là ông không thể chịu nổi rồi. Nhưng mà ông đi tới dưới rồi, ông ngó gặp ông già cái râu tới ngực, tới bụng vậy đó gan. Ông cũng cứng lưỡi hết trơn rồi, ông nói không được đâu cô bác. Không phải Đức Quỳnh giáo chủ nữa, mà mất Đức Quỳnh giáo chủ đi thì cái nhà của mình là bị pháp nó niêm phong, chứ không phải dễ đâu. Thì ông vừa ngồi phịch xuống đất, xuống cái bộ gián rồi, thì Đức Thầy tằng hắn cái Thầy ngồi vậy rồi Đức Thầy chứ không phải ông già nữa. Cô bác anh chị em thấy chỗ đó quả hụ quỳ xuống lại đó, còn lại cậu Tư tha lỗi cho con, giờ con tin rồi đó. Đức Thầy ôn tồn vui vẻ, Thầy cười, Thầy nói rằng thôi đây nè còn viên nè, uống đi hết à. Ông lấy viên thuốc lên uống vô, ngủ tới sáng là cái bệnh nó phiện, ông nghe như không còn nhớ nữa cô bác anh chị em. Rồi bữa sau đó ông xin với Đức Thầy cho con được quy y vào đạo Phật giáo Hòa Hảo. Đức Thầy nói rằng ông muốn quy y cũng được, nhưng mà ông lại miệng lắm cô bác ơi. Ông nói tôi là Hương Bộ mà, cậu Tư thông cảm cho tôi quy y vào đạo, mà cho tôi miễn lại mới được cậu Tư, chứ lại con lại không có được. Đức Thầy nói được, khỏi lại. Cô bác anh chị em ơi, người ta đến quy y một ngày một đông rần rần, ai cũng lại, mà Thầy mới ra Thầy hướng dẫn cho tín đồ cách thờ cách lại. Nhưng mà ông Hương Bộ thì không lại. Ngày kia Đức Thầy nói với Hương Bộ, tôi mượn ông làm huấn luyện viên nha ông Hương Bộ. Ông nói huấn luyện viên làm cái gì vậy Thầy? Ông nói cái gì tôi mượn ông làm được tôi mới mượn. Ông nói con sẵn sàng, Thầy mượn con sẵn sàng. Ông quá mừng và vui vẻ cái gì. Bữa sáng sau cái tín đồ tới rất là đông, tín đồ nhờ Đức Thầy ra lại mẫu để ta coi ta lại. Thầy nói ông Hương Bộ ơi, ông làm huấn luyện viên bữa nay ra ông lại mẫu cho người ta, đang mà ta coi ta lại coi Hương Bộ. Ông lấy cái áo tràng mặc vô liền cô bác, lẹ làng mà bây giờ huấn luyện viên hứa rồi mà. Ông ra tới cái ông chỉ nè, phải cầm hương nè, phải xá nè, phải lại sao sao. Tín đồ nó không được, ông Hương Bộ ơi, ông phải làm mẫu mới được chứ ông hướng dẫn kiểu này tôi không có biết. Rồi ông xá, ông nguyện, ông lại hết trơn y như Thầy cúng thường bữa chứ quý vị. Từ sớm mơ cho tới 11 giờ không lúc nào vắng người ta trơn, hết cái đàn này tới cái đàn khác tới. Hai cái đầu gối đỏ tư hết trơn. Ông sực nhớ là ông nói chết rồi, cái vụ này là bị phạt chứ đâu phải là lại mẫu đâu, đâu phải là huấn luyện viên. Trở vô xin Thầy tha thứ lỗi cho con đã lỡ rồi, bữa nay con lại rồi Thầy tha cho con nghe Thầy. Thầy cười, Thầy nói đâu có gì đâu, ông an tâm. Vậy thì từ đó trở về sau ông Hương Bộ lại không sai một buổi nào có bác anh chị em. Cũng vì cái cúng lại quy y mà không có chịu lại đó. Vậy thì ở đây Đức Thầy còn tặng cho ông Hương Bộ chúng ta 8 câu cô bác. Bữa nay đọc 8 câu quý vị nghe nha. Hương Bộ mang soi bằng áo già, đêm ngày tiếp rước khách gần xa, nhân dân bá tánh đều trông thấy, Hương Bộ mang soi bằng áo già. Áo già Hương Bộ vẫn mang soi, ai có tức cười hãy đến coi, dồn giết chú chàng dùng mắt cỡ, áo già Hương Bộ vẫn mang soi. Cô bác anh chị em thấy rồi đó. Cảm ơn quý đồng đạo. Vậy thì bữa nay tôi cùng quý vị cứ việc mai áo tràng già vặn vào là cúng chứ còn gì nữa đâu, phải không anh chị em? Thôi vậy thì chúng ta, tôi cùng quý vị cứ việc mai áo tràng già mặc vô cúng là hoàn toàn đồng phục. Vậy là xong cái phần trang trí và trang phục của cô bác anh chị em. Nói gọn vậy thôi chứ không thể nói thêm. Áo dài khăn đóng, áo dài đen, mỗi một cái áo đó là thể hiện một cái nếp sống tôn giáo đó. Ở Phật giáo Việt Nam đó, áo màu nâu, áo màu lam, áo màu vàng và còn nhiều loại áo nữa cô bác anh chị em. Do đó thì chúng ta nên nhớ rằng một cái áo mặc vào để lễ bái rất là quan trọng. Chúng tôi cùng quý vị ráng cố ý để ý, để trông coi trong cái việc cúng lại của mình. Có lần đồng đạo hỏi chúng tôi đó, có thể mình bận đồ rách rưới vậy đó là mình cúng được không?
Tôi nói không, chúng ta phải lựa một bộ đồ nào sạch sẽ tươm tất nhất đó, hãy bận cúng không quý vị ơi. Tại sao vậy? Tại vì khi tiếp kiến một vị là chủ tịch xã thôi mà mình còn lựa bộ đồ sạch sẽ mình bận rồi, huống chi là mình lại các đấng thiêng liêng. Do vậy là nếu mình không có áo tràng dạ của bác anh chị em, thôi thì lựa bộ đồ nào sạch sẽ chút xíu bận, chứ đừng có nên bận đồ rách rưới lang thang. Mà tránh nhất là nam thì không bận áo thun và quần cục, mà nữ thì không bận áo lửng lửng để cúng của cô bác anh chị em. Chỗ này xin cho chỗ đó dùm, để chúng ta trở lại cho Trung Quốc qua cái phần này. Trước tiên trong phần của cái bài giảng hôm nay đó là tới cái phần cách cầm hương. Cô bác ơi, phải nói là trong cái cách cầm hương nó quá dễ phải không, nhưng mà chưa có người nào cầm giống người nào cô bác. Tôi nói rõ phần này à, không có người nào giống người nào hết trơn á. Rồi cầm hương không giống, rồi xá không giống luôn, rồi lại không giống luôn nữa. Vì lý do đó mà mở cái lớp như thế này đó, để tôi gặp gỡ cùng quý vị để trao đổi lại cho cách cầm hương, cách xá, cách xa dòng, cách lại, cho nó giống y như cái thời mà Đức Thầy dạy cho ông Hương Quảng Diệp, ông Hương Bộ Thạnh, ông Ba Ngà và ông Hai Quê, cô bác anh chị em. Giống hệt như vậy à, để thể hiện nếp sống tôn giáo. Thôi giờ bắt đầu phân tích cho quý vị. Cầm hương, nếu là một nhúm hương, nhiều cây hương, mà ở trong bàn Phật đó, khi cô bác đến cầu nguyện đó, người ta trao cái hương qua mình, thì không thể nào chúng ta cặp hai bàn tay là hết được rồi, mà hai ngón tay cái kẹp lại. Kẹp gì vậy cô bác? Nhưng mà nhớ là chúng ta chỉ cúi đầu một lần như vậy đủ rồi, không phải xá tới ba lần. Vì đây là mình chỉ tiếp những cái nén hương mà cô bác đã cầu nguyện rồi để cắm vào bàn Phật, để cho cô bác nó lại cầu nguyện cho người chết thôi, cho mình không có cái gì mà phải xá ba lần. Phải không quý vị? Nhớ kỹ là kẹp hai tay như thế này và cúi đầu xuống một lần là đủ rồi, hai tay cắm vào lư hương. Một cây hương chúng ta cúng, chúng ta cầm sao cho đúng đây. Nên nhớ kẹp vào ngón tay giữa cô bác. Một cây hương kẹp vào ngón tay giữa, không kẹp vào ngón tay này, chẳng kẹp vào ngón tay này, mà ngay ngón tay giữa, hai bàn tay khích lại như thế này, chứ không có hở tan quát cái gì. Hai bàn tay khích lại, kẹp vào ngón tay giữa, muốn xá đó quý vị nè, nhớ nè, đem ngang khứ chân mày nè, đem xuống ngực nè, xá xuống nè, rồi ngóc lên nè, rồi đem lên rồi xá xuống nè, ba lần như vậy, chứ không có nhấp như gì, rồi nhấp như gì, rồi nhấp như gì. Đó là chúng ta nhấp chứ không phải chúng ta xá. Mà cầm hương không bao giờ xá hai bên. Chúng tôi nói cái này quý vị cùng trao đổi cho nó rõ hơn quý vị. Để rồi đây á, đồng đạo được ban giám thị mời lên đây lại mẫu đó, lên cầm cây hương mà xá ba xá mà quất hai bên cái ông giám thị ông thổi cái quét cái đứng đứng tim à. Phải không cô bác anh chị em? Chúng ta phải biết rành ở chỗ này. Cầm hương xá ba xá là xá ngay chính giữa ba lần. Cô bác anh chị em nên nhớ là xá ba lần, nhưng mà không có nhấp á. Xá mỗi xá đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật ba lần như vậy, quỳ xuống chắp tay đưa lên trán là đưa như vậy à. Có đồng đạo đưa lên trên trán là đưa trên này. Đồng đạo đọc trong giáo lý của thầy á, cái bài mà từ giả làm nhân nghĩa đó, quý vị nói rằng cầm hương chắp lại hai tay đưa lên trên trán nguyện bài quy y, thầy biểu mình đưa lên trên trán là đưa trên này. Cái này thường dựa trên đầu rồi chứ không phải trên trán rồi bác anh chị em. Vậy thì chúng ta nhận định chưa đủ giáo lý của Đức Thầy. Cho nên trong cái bài hôm nay chúng tôi trao đổi bằng cái sự để quý vị thống nhất với nhau. Đưa lên trên trán là ngang khuyếu chân mày. Phải không quý vị? Đọc bốn câu đầu cuối kính dâng hương. Đọc xong rồi đứng lên xá một xá, nhớ kỹ là từ trên trán đem xuống ngực và xá xuống một cách chậm rãi. Rồi đứng lên, tay cầm cây hương nơi ngực, đi lợi bàn thờ của quyền. Nếu bàn thờ cao, một tay vịn bàn thờ, một tay cắm. Và bàn thờ thấp, hai tay mình cắm lên. Mà nhớ cắm cây hương nào nó cũng công gì à. Chúng ta cắm quay vô, quay cây hương bề công để vô. Mình đứng ở ngoài mình ngó vô ngay chân à, không có công. Cắm cây hương công ngang thì đứng ngoài ngó vô nó công công vòng à, coi không có được. Vậy thì chúng ta nhận thức rằng cắm hương xong trở lại xá một xá, đứng chắp tay vào ngực đọc tiếp. Vậy là cách đứng với quý vị đứng sao đây? Có đồng đạo đứng ra cái giò rất là rộng, mà đứng ra cái giò rộng mà ta nói rằng cúng mà đứng cái tướng còn làm phách. Mà đứng ra cái giò khích lại từ ngón cái cho đến cái gót, ta nói đứng mà sợ ai quá sợ mà cúm rúm dữ, đứng mà cũng bị rầy đó cô bác anh chị em. Thôi thì đứng bằng cách đơn giản, hai cái gót khích lại, hai ngón cái hở ra chừng một tấc hoặc một tấc rưỡi,
đứng cái hình chữ dưới quê đó cô bác. Cái chữ dưới quê sao là đứng cái hình đó đó, hay là hình chữ bác theo chữ nho. Vậy là cái tư thế của mình đứng nó rất là dễ dàng, tự nhiên. Đọc 8 câu còn lại, đọc rồi lại bốn lại, lại xong đứng lên nữa quý vị, đừng tính trắng nha, xá xuống niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ. Trong bàn thờ của quyền có đồng đạo hỏi tôi không, Nguyễn Văn Bực ơi, bàn thờ của quyền tất tổ sáng có niệm Phật không không? Tôi nói xá cũng niệm Phật mà lại cũng niệm Phật. Thầy dạy Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc mà. Vậy thì cầm hương vô tay là niệm Phật rồi. Mà nếu hỏi tôi đó, xá trong bàn thờ không cho niệm Phật mà niệm cái gì của bác anh chị em? Biết niệm gì giờ trả lời. Vì chúng ta lúc nào cũng niệm Phật, từ thân cho tới tâm, không thể nào không niệm Phật được. Như vậy trong bàn thờ của quyền chúng tôi trao đổi cùng quý vị là không có xá hai bên nữa quý vị. Chỗ này quý vị nghe rõ. Để rồi sau khi lên đây mà lại mẫu đó, trong bàn thờ của quyền mà xá hai bên là bị ban giám thị người ta kêu dừng lại nữa đó. Nhớ trong bàn thờ của quyền lại rồi bốn lại, đứng lên chỉ xá một xá ngay chính giữa là đủ. Giờ thỉnh hương, thỉnh hương xá ba xá, quỳ xuống chắp tay đưa lên trán, đọc bài quy y. Đọc bài quy y xong đó cô bác, xá một xá đi cắm hương trên ngôi Tam Bảo. Nên nhớ rằng cây hương đã nguyện cùng cây hương chưa nguyện nào cũng vậy, hiếu nếu cầm nơi tay là quý vị nên nhớ để nơi ngực như thế này, chứ không có nắm tay đánh xa lai rai nha cô bác anh chị em. Cái thời cúng của chúng ta là như vậy. Nguyện rồi lên ngôi Tam Bảo cắm hương, rồi trở lại chắp tay vào ngực đọc tiếp bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Đọc rồi lại bốn lại, lại xong bốn lại rồi quý vị đứng nghiêm trang, xá một xá chính giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một xá bên trái niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, một xá bên mặt niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chỗ này coi chừng bị ban giám thị là nắm bắt phết nữa nè. Tôi xá quý vị coi nha. Nam Mô A Di Đà Phật, ngóc lên. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, ngóc lên. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chứ không có xá gì rồi xá gì rồi xá gì. Như thế chúng ta nhấp chứ không phải xá. Chỗ nào bị bắt phết nữa đó. Vậy thì nên nhớ rằng những cái sự mà chúng ta thực hiện nó phải nghiêm khiết, rõ ràng. Cô bác anh chị em thấy, để chúng ta đạt vào cái phần chân lý nội tâm. Kính thưa toàn thể quý vị học viên kính mến, từ trong gia đình quý vị đi ra tới bàn thông thiên, do đất đai hiện nay chúng ta rất là chật hẹp, do đó cái bàn thông thiên thường thường để trong mái nhà. Cho như ở đây đó là hoàn toàn chính xác đó, bàn thông thiên ở ngoài sân như vậy đó là mới đúng như ngày xưa Đức Thầy dạy cho toàn thể tín đồ đó. Nhưng mà do đất của chúng ta chẹt, không có đất rộng, cho nên nhà cất nối liền nhau, do đó bàn thông thiên mới để trong nhà. Bàn thông thiên ở ngoài, cầm hương ra tới bàn thông thiên, giờ có nhiều đồng đạo lắm. Ra tới bàn thông thiên nói rằng đi thì thưa và về thì trình. Có nghĩa là tới rồi xá bốn hướng giáp vòng rồi mới trở lại hướng chánh. Có không cô bác anh chị em? Có quá nhiều luôn phải không? Bữa nay cho tôi đính chánh lại cho nó rõ nè. Đức Thầy dạy ông Hương Quảng Diệp, ông Hương Bộ Thạnh, ông Hai Quê, ông Ba Ngà đó là đi ra ngay bàn thông thiên, lấy bàn thông thiên làm hướng chánh là xá ba xá quỳ xuống, chứ không có đi giáp vòng rồi trở lại bao giờ. Thưa cô bác anh chị em, chúng ta lấy đây làm cái chỗ làm mẫu à. Xá ba xá quỳ xuống, chắp tay đưa lên trán, thầy đọc bài quy y xong đứng lên, thầy xá một xá, hai tay thầy cắm vào lư hương, thầy lui trở lại đọc tiếp bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Đọc rồi lại bốn lại, rồi xá cũng niệm y như mà chúng tôi vừa trình bày cho quý vị. Một xá chính giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và xá bên trái và xá bên mặt. Đây là bàn thông thiên đó quý vị. Xong rồi đó. Và tới hướng quay nè, chúng tôi trình bày luôn cho cả quý vị coi hết à. Nếu mà cái chỗ nào chưa rõ thì hỏi lại. Nhớ là hỏi lại để làm cho sáng tỏ, để chiều nay hoặc ngày mai không bao giờ bị mất hết. Đây là bàn thông thiên. Giờ tôi quay cho quý vị coi nha. Từ mặt sang trái, quý vị đây đứng nghiêm trang chứ không có quỳ nữa cô bác anh chị em.
đứng nghiêm trang, chắp tay vào ngực, đọc bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Đọc rồi lại bốn lại, lại xong bốn lại cũng xá chính giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xá bên trái niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, xá bên mặt niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, xong cúi đầu một lần rồi xây sang hướng tiếp theo. Cô bác tôi quay quý vị có thấy rõ không? Hướng này cũng đọc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc là đọc bài Tây Phương Ngũ Nguyện, đọc rồi cũng xá và lại y như vậy. Xong rồi quay hướng cuối cùng rồi quý vị, chúng ta cũng đọc y như vậy, xá và lại y như vậy. Xong giờ trở lại, à trở lại vậy đó, cho có quay vòng gì luôn á cô bác, không phải cái hướng này gì rồi á, rồi quay một vòng gì nữa là không có, chúng tôi trở lại, à chúng tôi nói rõ là trở lại đó. Như vậy thì do đâu mà chúng ta không quay luôn vòng cô bác? Một lần nọ đức thầy thuyết pháp ở tại sân vận động thị trấn Chợ Dàm, trở về nhà ông Hương Hà Phỉ, rồi gặp ông Ba Ngà. Ông này ở trong thời cúng chiều đó, ông cúng cái hướng bà Thông Thiên, cuối cùng hướng này nè. Rồi ông quay luôn một vòng nữa rồi mới trở vô. Thầy ngồi trong nhà đó, thầy đợi ông vô tới là thầy hỏi cho bộ ông tiếc của lắm sao mà quay lại vòng nữa vậy ông. Ông Ba Ngà trả lời đâu có được, thầy nói thôi tới hướng đó chúng ta trả lời là đủ rồi, không quay nữa cô bác anh chị em. Do đó chúng tôi cùng quý vị mới được thống nhất với nhau để chúng ta đành rằng cái sự, nhưng mà mượn sự diện lý, sự lý viên dung thì người tu hành mau đắc thành đạo quả. Vậy thì xong cái phần xây dòng, xá rồi, xây dòng rồi và cách lại, và có hai cách lại đó, chúng tôi không thể nào lại mẫu cho quý vị coi được rồi. Mong rằng quý vị sẽ được ban giám thị là mời học viên lên trên này lại mẫu, rồi chỉnh góp ý cho nhau coi cái mẫu nào mà thuận lợi nhất chúng ta thống nhất. Vậy thì tiếp thêm trong cái phần hai cách lại, chúng tôi chỉ trình bày bằng cái văn bản, có nghĩa là nói trên máy mà thôi. Phần thứ nhất là cách lại đứng. Phật giáo Hòa Hảo mình có hai cách lại, cô bác anh chị em. Lại đứng là gì? Là trên trán chúng ta xá xuống một xá, nhớ xá sau mới xuống, có nghĩa là có xá lót. Bàn tay mặt đó thì chỏi, bàn tay trái để nơi ngực. Nhớ không quý vị? Bàn tay mặt chỏi, bàn tay trái để nơi ngực. Thân từ từ hạ mình xuống. Khi tới chiếu đó, hai bàn tay lật ngửa ra, hai cùi chỏ đụng vào hai đầu gối. Nhớ là hai cái ngón cái quý vị đó duỗi thẳng ra sau, chứ không có dựng ngang ngón cái lên, và cũng không có ngồi lên hai cái gót. Quý vị nên nhớ rằng hai cùi chỏ đụng vào hai đầu gối, hai bàn tay lật ngửa lên, là mặt úp sát xuống hai bàn tay, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi ngóc lên. Ngóc lên đó thì bàn tay mặt trở nghiêng, bàn tay trái để nơi ngực. Đứng lên rồi xá một xá, xá sau mới xuống. Vậy là trong cái cách lại đứng này có một xá lót, rồi mới xá sau mới xuống, mới lại. Cách lại quỳ, luôn luôn lúc nào hai bàn tay cũng chấp nơi ngực và xá xuống như thế này quý vị. Một xá, xá sau trên đem xuống là lại xuống, lật ngửa hai bàn tay ra y như lại đứng vậy. Nhưng mà ngóc lên đó là chấp lại để nơi ngực cho có đánh xa cái. Bây giờ tôi thấy có nhiều đồng đạo lại ngóc lên cái đánh xa cái quý vị. Tôi hỏi đánh xa đó làm gì vậy cô bác? Đồng đạo trả lời sao quý vị biết không? Tôi về lại vì xả luôn đó à. Không phải đâu cô bác anh chị em ơi, xả hay không là do tâm mình thôi. Cho chúng ta không nên để cho biến tướng thêm trong nếp sống tôn giáo. Vậy là ngóc lên nên nhớ hai bàn tay chấp lại để nơi ngực, và đặng đưa lên trán không có xá lót, đem xuống là xá xuống luôn rồi lại. Nhớ kỹ là lại hai cái mặt úp sát xuống hai bàn tay, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không có phải khòm xuống, ngóc lên, khòm xuống, ngóc lên, mà không sát chiếu, không sát xuống hai bàn tay. Có ba chị em thấy á, ngày trước ông Pháp Đạt đó, ông này ông thuộc Lào Ba Tạng Kinh đó, mà sau khi ông đến gặp Đức Lục Tổ Huệ Năng, ông lại ba lại y như tôi nói vậy đó. Ông quỳ xuống lại quý vị, khòm xuống ngóc lên, khòm xuống ngóc lên, ba lần như vậy, không có sát đất gì hết trơn. Lục Tổ Huệ Năng mới tặng cho ông bốn câu: lại vốn phá màn kêu, đầu sau không sát đất, hữu ngã tội liền sanh, quên công đức lớn thật. Lại là mình phá đi cái sự kiêu căng ngã mạn của mình, phải không quý vị? Đầu thì không chịu sát đất mà ngóc xuống ngóc lên, tăng lên cái lòng ngã mạn tống cao. Ông nói rằng ông thuộc Lào Ba Tạng Kinh,
mà Lục Tổ Huệ Năng thì không biết một chữ, chữ đó bị Lục Tổ Huệ Năng rầy. Chúng ta cũng vậy, lại cử quyền thất tổ ông bà là mang nặng thâm ân, cho nên lại thật tình phần sau bình đó, chúng tôi sẽ phân tích 7 cách lễ lại của Đức Phật ngày xưa cho quý vị cùng chúng tôi thấy rõ. Vậy thì trong cách lại chúng ta phải mặc sát xuống hai bàn tay, phải không cô bác anh chị em? Vậy thì hai cách lại chúng tôi trình bày rồi đó, nhưng mà để cho tiết kiệm thời gian sau chiều nay hoặc ngày mai đó là ban giám thị sinh hoạt quý vị đó, rồi cái bữa sinh hoạt này vui lắm cô bác anh chị em ơi, lên đây rồi đóng góp cho nhau để rồi lại cho được đồng thuận giống nhau đó, mà mạnh dạn lên chẳng có gì phải sợ khi chúng tôi đã trao đổi cùng quý vị rồi. Vậy thì trong tới cái phần tiếp theo là cúng xong muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thẳng lưng niệm. Cô bác anh chị em thấy coi thầy dạy mình còn chỗ nào sót nữa không cô bác? Thầy thương chúng ta không có dạy y như Phật Tổ Thích Ca ngày xưa là ngồi kiết già, mà thầy dạy chúng ta ngồi bán già. Chữ bán là sao cô bác? Chữ bán là nửa đó, là kéo lên có một chân thôi à, một chân kéo lên là đủ rồi, còn kiết già là kéo thêm lên một chân nữa. Tín đồ Phật giáo hảo là lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, do đó nếu chúng tôi cùng quý vị đó mà kéo lên hai chân nó ngồi chưa được 15 phút là hết đi luôn, bò không chứ đi không nổi. Cho nên thầy dạy chúng ta kéo lên một chân có thể ngồi được 15 phút, 20 phút, nửa tiếng cho đến một tiếng đồng hồ cô bác. Phải nói là tuyệt vời đó, thầy thương chúng ta là như thế. Niệm đây có hai cách niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, hay là niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nhưng mà cái bài này đó, nếu mà quý vị gặp mà cái người chết á mà đưa đám tang đó là chúng ta sửa khúc sau lại à: Tiếp Dẫn Vong Linh A Di Đà Phật. Được gặp ông nhà sư ông chết á, sửa nữa cô bác, thầy cho mình sửa mà: Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thì là cái bài này, cái bài đọc niệm Phật đây, hai bài mang hai ý nghĩa. Cái bài mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó là niệm Phật, là niệm cái bản lai thanh tịnh của Đức Phật, cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh, không còn trược nhiễm trần ai. Cần tu thập thiện thì chữ niệm Phật mới có hiệu quả. Đó là ý thứ nhất. Cái bài thứ hai Nam Mô Tây Phương Cực Lạc đó, đây là một bài là nguyện cho Phật Tổ ở bên Tây Phương kia đến tiếp dẫn chúng sanh nhân loại, nói chung là tất cả mọi người về nó khỏi Tây Phương. Mà cái bài này đó theo chiếc tự bằng chữ Hán đó cô bác anh chị em, cho chúng tôi được dịch gọn đó ha, mà dễ hiểu nhất á, chứ không có thể nào mà chi tiết từ ngữ đó. Thì cái bài này là niệm 36 tỷ 11 vạn 9.500 vị Phật đồng danh đồng hiệu đến đây tiếp dẫn chúng sanh. Bởi vì Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, Nam Mô là cứu ngã, là quy mạng, là độ ngã, phải không quý vị? Tây Phương Cực Lạc là thế giới phương Tây. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Vậy thì một câu nguyện là ở thế giới phương Tây đến nước chúng ta. Nhưng mà cái bài này đó, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức, chữ tam là 3, chữ thập là 10, là 30, phải không quý vị? Chữ lục là 6, là 36. Vạn, một vạn là 10.000, ức cũng 10.000, hai số đó thành thực vô lượng số, số tỷ rồi đó. Vậy là 36 tỷ 11 vạn 9.500 Phật đồng danh đồng hiệu đó. Còn Phật không có đồng danh đồng hiệu trong Phật A Di Đà đó, vô số kể không còn tính đếm nổi đâu. Tây Phương chư Phật, Phật hằng hà, không có thể tính đếm nổi. Chỉ có Phật A Di Đà là được Đức Thầy chúng ta dạy trong cái bài này là như vậy mà thôi, cho chúng tôi phớt qua gọn gọn. Ba mươi sáu tỷ 11 vạn 9.500. Bây giờ các bạn đó mình đọc từ từ mình thấy rõ ra là tam thập lục vạn ức. Tam là 3, thập là 10, là 30, lục là 6, là 36, vạn là 10.000, ức cũng 10.000, nhất là 1, thập là 10, là 11, phải không quý vị? Nhất thập nhất vạn là 11 vạn. Rồi cửu thiên chứ cửu là 9, chứ thiên là ngàn là 9.000, là ngũ là 5, và bá là trăm là 500, là 36 tỷ 11 vạn 9.500 vị Phật đồng danh đồng hiệu. Trong bài đó niệm ra là đủ vậy đó.
Vậy là phải nói là tuyệt vời rồi cô bác anh chị em. 9.500, 36 tỷ 11 vạn 9.500 vị Phật đồng danh đồng hiệu. Vậy thì tôi cùng quý vị chỉ niệm, niệm để rồi cầu ơn trên. Đồng tất cả các vị học viên đó, chúng ta ổn định vị trí và có thể viết thành câu hỏi. Chúng tôi đã hứa rồi, sau này chúng tôi sẽ giải thích hết tất cả những câu hỏi quý vị. Theo ban tổ chức cho chúng tôi 5-10 phút nữa thôi để được cố gắng để giải hết tất cả ý quý vị để hỏi. Còn lúc giải này chúng tôi còn giải thêm nhiều lắm, phải nói còn nhiều chỗ trong cái phần ý nghĩa của bài nguyện của chúng ta. 9.500, 36 tỷ 11 vạn 9.500. Rồi tiếp theo trong bài giảng đó cô bác anh chị em, vậy thì hai cách niệm Phật đó, một cách là niệm cho cái thân tâm ta được thanh tịnh cùng Đức Phật A Di Đà, một cách là niệm Phật bên Tây Phương Cực Lạc qua tiếp dẫn chúng ta để chúng ta không toán loạn chân tâm. Hai cách lại niệm Phật đó, về sự thì khác nhau nhưng mà lý thì có một. Và tiếp thêm quý vị cùng chúng tôi trao đổi thêm tới cái phần là ý nghĩa của bài nguyện nha cô bác. Tại vì trong cái phần ý nghĩa bài nguyện này vô cùng quan trọng mà đối với người tín đồ, hình như là tôi cùng quý vị đó đọc thuộc lòng là lại là nhiều á. Đọc ra non rốt không đặt chữ nào hết trơn á, nhưng mà đọc rồi để lại chứ còn không phải là tìm hiểu được ý nghĩa. Nay chúng tôi sẽ cố gắng đem hết cái sức hiểu biết của mình về cái phần chú thích đến phần ý nghĩa. Toàn thể cho quý vị chúng ta thống nhất tập trung theo dõi trong phần ý nghĩa quý vị. Cái phần thứ nhất đó là cúi kính dâng hương trước cửa quyền, là đầu hơi cúi xuống bái lại ông bà, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, mà chúng tôi đã giải chữ thất tổ rồi. Lòng thiền là lòng thành đó cô bác anh chị em, chữ thiền là thành đó. Chữ thiền này nếu có thời gian kéo dài tới 3 chữ thiền lận, một chữ THIEN là chỉ cửa thiền hay là tham thiền, mà kéo thêm chữ R là THIENR là thành đó. Chữ này là thầy dạy chúng ta là bài cúng đó, chữ thiền có R. Cái chữ thứ ba đó là THUYGREN là chiếc thiền. Thiền bát nhã ta cầm tay lái quyết đưa người khỏi bến sông mê đó, là hiện nay là cuốn sách giảng thi văn giáo lý của thầy là thiền bát nhã đó, để coi trong đó là đưa mình đi đó. Vậy thì cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật, con là mình tỉnh ngộ rồi, quy y theo Phật giáo hòa hảo và giải dị dễ hiểu à. Chí dốc tu hiền tạo phước duyên, chí dốc là đem hết sức mình để rồi tu là sửa, mà hiền là làm lành, tạo phước nè và tạo duyên lành. Cho tôi nói gọn cái này chút xíu đó cô bác. Tạo phước là đem tiền bạc của cải của mình giúp cho tất cả những người đói đau không thuốc, đắp đường bầu lộ, gọi là làm tất cả các việc từ thiện, gọi là phước. Nhưng mà duyên là làm gì đây cô bác anh chị em thấy không? Cái duyên này nó rất là lớn mà chúng ta không thấy được. Tất cả các tín đồ tập trung vào ngày 18 tháng 5 hoặc 25 tháng 11, vào những ngày đại lễ của Đức Thầy lại đây nè, hoặc giả là lợi chùa An Hòa Tự nè, lợi tổ đình nè, kẻ đem cơm người thì đem thực phẩm ăn uống để làm gì cô bác anh chị em? Để đãi đồng đạo thập phương về đó dùng một bữa thực pháp, gọi là duyên chứ không phải là phước, phải không cô bác anh chị em? Duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, thiện duyên ấy bởi tại nơi ta hộ niệm quay linh Đức Di Đà. Vậy thì duyên á là làm những cái việc mà nó ngoài cái phước kia ra. Rồi bây giờ tôi nói dễ hiểu nhất có thể lớp học này nè. Cái lớp học này là duyên lành đó chứ không phải là phước của bác anh chị em. Ban tổ chức, ban giám thị, hai cái ban này đã tập hợp lên với nhau để rồi cố gắng trao đổi cho toàn thể với quý vị hiểu biết được giáo lý của Đức Thầy để làm gì? Để tu đắc đạo, để độ với nhau, gọi là duyên chứ không phải phước. Chỗ này là tuyệt vời đó. Cho chúng tôi không thể kể thêm mẫu chuyện của Phật tổ Thích Ca ôm bác đi sinh, gọi là duyên, gọi là quá duyên đó cô bác anh chị em. Vậy thì cái duyên là như vậy. Do vậy chúng ta nguyện trong cái bài cúng từng đêm đó, 8 câu còn lại cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, rài con xin giữ đạo hành. Chữ rài này là từ, kể cái từ mà bắt đầu vào cúng đó là rài đó. Giữ đạo hành là gì cô bác anh chị em? Đạo hành là thầy cho biết là ngũ lưng lễ nghĩa năm hành, tam can trung trực người rằng ngu si. Năm hành đó là đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt dưới ghi xương,
đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, đọc nữa đó mới tới đó, là đạo bè bạn bất phân nhân giới ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan, đó là đạo hằng đó. Thầy dạy chúng ta đó là ngũ lưng lễ nghĩa năm hằng tam can trung trực, người rằng ngu si vậy thì đạo ngũ lưng chính là đạo hằng. Rồi con xin giữ đạo hằng với tu cầu tông tổ siêu thân Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền cổ tu cô bác anh chị em. Vậy là chúng ta đã xong ở trong bàn thờ của quyền đó. Mà trong bài này đức thầy dạy cái bài từ lá giả là nhân nghĩa đó, thầy viết nguyên một đoạn luôn, nguyên một đoạn luôn à. Cầm hương chấp lại hai tay đưa lên trên trán, nguyện bài quy y nguyện rồi xá xuống tức thì, cắm hương rồi cũng đứng thì thẳng ngay, đọc qua lời nguyện một bài lại luôn bốn lại tạ rài tông gia, bàn tay lật ngửa vậy mà chớ đừng lật sắp vì thầy tái sanh. Cô bác anh chị em ơi, cái nguyên nhân mà toàn thể tín đồ Phật giáo hảo lại bốn lại là tượng trưng cho tứ ân, mà lại bàn tay lật ngửa là thầy sẽ hứa thầy trở về gặp chúng ta đó, ít lâu ta cũng trở về khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao, hay là chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che, thầy sẽ trở về gặp mình. Do đó phải cố gắng tính tâm lễ lại. Đó là cái phần mà chúng tôi nói ý nghĩa trong bàn thờ của quyền cô bác anh chị em. Tới ngôi Tam Bảo, cô bác anh chị em ơi, chữ Tam Bảo này là lại Phật, mà lại Phật với lại tiên đó là bài nguyện y gian với nhau chứ không khác chỗ nào cả. Thôi thì giải một lượt một là rồi đó cô bác, cho nó gọn lại, thời gian kéo một bên rồi đó. Vậy thì trong cái phần mà bài quy y đó là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta niệm như thế ba lần, là nguyện Phật Tổ Thích Ca Như Lai, thập phương Phật là mười phương chư Phật, thập phương Pháp là mười phương giáo Pháp, và thập phương Tăng là mười phương chư Tăng. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy là Phật Tổ A Di Đà, Phật Thầy là Đức Phật Thầy Tây An, Quang Thượng Đẳng Đại Thần là ông Nguyễn Trung Trực, chư Quang Cựu Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Non Non Bảy Núi là những vị hy sinh trước Quang Thượng Đẳng và sau Quang Thượng Đẳng. Cảm ứng chứng minh, cảm ứng là nguyện đến các ngài cảm ứng liền là biết liền mình đã nguyện, gọi là cảm ứng. Chứng minh là chứng minh cho mình ngày hôm nay thắp cây hương nguyện là chứng cho mình. Cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, chỗ này giải một tiếng đồng hồ đó, giải chỗ quy này đó. Bây giờ làm sao cho chúng tôi phớt qua thôi quý vị. Quy là về mà về đâu? Về cửa Phật, y có nghĩa là dâng lời theo khuôn mẫu. Như vậy chúng tôi giải gọn vậy à. Tới cái phần đề tài quy y đó thì vị giáo lý viên sẽ giải hết cái phần này cho quý vị. Vậy thì chúng ta đã nguyện trước ngôi Tam Bảo là quy y theo Phật Pháp Tăng, và tới cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Bài Tây Phương Ngũ Nguyện này đó, tức thầy viết Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, là chúng tôi đã định nghĩa chữ Nam Mô rồi. Tây Phương Cực Lạc là thế giới phương Tây. Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dân Độ Chúng Thế Giới Bình An. Cô bác anh chị em ơi, chỗ này mà không mổ thì sót, mà mổ thì hết sức là thời gian. Thôi cho chúng tôi cũng hé một chút coi cô bác. Nếu có đồng đạo hỏi Thiên Hoàng là chúng ta chỉ lên trời thì chỗ nào mới gọi là ông trời, mà nói địa ngục là chỉ xuống đất, mà đào trổ trái đất qua bển là nước Mỹ. Vậy là không thấy ông Thiên Hoàng, không thấy ông Địa Hoàng nào trơn, mà ông nói vậy là sao? Thì Đức Thầy giải nguyện vậy là sao? Cô bác anh chị em thấy khó không cô bác? Khó thiệt đó. Bây giờ phải tra cứu vào trong kinh à. Cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta đó, là rút trong các lực các kinh tỳ lòng không ép làm in giảng này. Vậy cho cái đại nguyện đó đó, thầy rút trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Cách đây không thể tính đếm nổi hà sa thế giới, có một hòn núi tên là Tu Di Sơn. Hòn núi đó chia làm bốn phần, một là Nam Thiện Bộ Châu, hai là Bắc Cu Lưu Châu, ba là Đông Thắng Thần Châu, và bốn là Tây Ngư Quá Châu. Cái địa cầu ta ở đây đó, nằm một cái phần trong cái địa phận của bốn cái châu này đó, là Nam Thiện Bộ Châu. Ở trên chốt núi Tu Di Sơn đó là Đức Thiên Hoàng ở trên đó, ba tầng trời. Cái vị cai quản tầng trời mà cao nhất đó tên là Thích Đề Hoàng Nhơn. Cái vị ở dưới chân núi đó, giáo chủ ở chân núi mà gọi là địa ngục đó, ai cô bác anh chị em? Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Bây giờ đọc 4 câu trong một bài một là phước qua thôi à, chứ giờ làm sao hơn đây. Phải không quý vị? Trong một bài một thôi à. Nguyện tiếng chuông lành thông khắp cõi, thiết di địa ngục cũng nghe rành. Nghe rồi thanh tịnh tâm tròn sáng, tất cả chúng sanh Phật đạo thành. Vậy thì ở chân núi Tu Di Sơn đó có địa ngục thiết di. Đức giáo chủ của địa ngục là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ ở chính giữa à, chính giữa là Dân Hoàng. Vậy là Dân Hoàng là ai cô bác anh chị em? Dân Hoàng là Đức Minh Vương ngự đó. Hiện nay chúng ta chưa có tới ngày lập thời, do vậy chúng ta sẽ chưa gặp được Đức Minh Vương, gọi là trong ba cõi mà được Đức Từ Phụ Thích Ca Như Lai thọ ký. Giờ tiếp thêm không quý vị? Thiên Hoàng, Địa Hoàng, rồi Nhân Hoàng, rồi tới câu Liên Hoa Hải Hội. Cô bác anh chị em ơi, Liên Hoa Hải Hội là hội gì? Là hội Long Hoa. Mà hội Long Hoa chưa có mở, mà cách đây 2500 mấy mươi năm Đức Từ Phụ Thích Ca Như Lai đã thọ ký rồi. Ngày trước đó, trước Phật Tổ Thích Ca Như Lai ra đời 10 kiếp, có một vị Phật, ngài lập hội gì quý vị? Linh Kỳ Hội. Ngài thọ ký, chúng sanh thọ mạng 100 tuổi, có một vị Phật ra đời hiểu là Thích Ca Như Lai lập Linh Sơn Hội. Phật Tổ sắp nhập Niết Bàn, ngài kêu Maha Ca Diếp lại mà nói rằng, sau này đó, sau chúng sanh thọ mạng vào đời Thượng Quân Thánh Đức đó, sẽ có một vị Phật ra đời tên là Di Lặc lập hội Long Hoa. Quý vị thấy cái thiệu thọ ký của Đức Phật đó, nó có một sự lưu đích vô cùng là quý báu. Cho nên chúng ta nhận thức mà thấy rõ rằng trong cái phần mà chúng tôi trao đổi là dựa vào trong kinh thôi, chứ không thể nào nó hết được các cô bác anh chị em. Như vậy thì Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Liên Hoa Hải Hội chúng tôi đã giải rồi. Thiên là trên trời, Địa là dưới đất, Nhân là ở chính giữa của hòn núi Tu Di Sơn, và Liên Hoa Hải Hội là hội Long Hoa. Thượng Phật từ bi, Phật dương độ chúng, thế giới bình an. Thế giới này được bình an hết là theo lòng mong mỏi của Đức Tôn Sư dạy lại cho toàn thể tín đồ. Mỗi đêm một cầu nguyện. Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Phật Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh, có nghĩa là nguyện cho tổ tiên chúng ta được về miền tịnh độ. Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương, là nguyện cầu cho cha mẹ ở chúng ta tại nhà còn sống đó thì Tăng Long Phước Thọ, mà quá giảng thì được trực giảng Tây Phương. Cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cũng được trực giảng Tây Phương. Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly, nguyện tất cả bá tánh vạn dân trên cuộc đời này được giải thoát về nơi miền Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử, tiêu tai định sự trí huệ thông minh gia đắc đạo quả, là nguyện chúng ta tới đất thành đạo quả đặng cứu vớt tất cả Cửu Quyền Thất Tổ ông bà cùng bá tánh vạn dân trăm họ. Giờ giải gọn vậy thôi à. Vậy là trong cái bài nguyện ở ngôi Tam Bảo và bàn thông thiên là y như nhau của bác anh chị em, không khác. Thôi thì ý nghĩa của bài nguyện chúng tôi chỉ gãi gọn như vậy. Và trong cái thời gian đó, chúng tôi đã hứa để dành lại cho quý vị trao đổi để giải thích câu hỏi một chút, rồi chúng tôi sẽ tiếp theo cái phần bình cho thật gọn với bảy cách để lại mà thôi. Mong rằng quý vị cũng thông cảm cho chúng tôi trong cái giải này, thì có nhận được ở đây là hai câu, hai bài đó. Nhờ đồng đạo và xin ông giải qua cái phần bàn Phật cầu nguyện cho người chết xá cách nào, Đức Thầy có dạy hay không, nhờ ông giải dùm cho đồng đạo nghe chung. Bài này mà nếu tôi giải chắc xin nửa tiếng nữa quý vị. Thôi giờ còn gọn thôi nha, thật là gọn thôi à. Ở đây chúng tôi chỉ chú giải gọn thôi chứ không thể nào mà trình bày hết được. Bây giờ thời gian chỉ như vậy đó. Nếu cầu nguyện cho người chết để làm gì? Nó có ba cái phần quan trọng. Phần thứ nhất là khi người thân chúng ta qua đời thì con cháu trong gia đình tập trung lại để làm cái phận sự của mình là từng tự ông bà, gọi là báo hiếu. Vậy thì đoàn kết chung lo cái việc mà từng tự đó là một việc không thể thiếu, thiếu là bất hiếu. Phần thứ nhất. Phần thứ hai, tất cả thân bằng quyến thuộc cô bác tập trung về cầu nguyện cho vong linh người chết được siêu sinh nơi cõi thọ. Đây là một việc làm của hạnh Bồ Tát giới. Phải nói là tuyệt vời, không thể thiếu, vì Đức Thầy cho phép chúng ta. Phần thứ ba là cái linh hồn của người quá cố đó thấy con cháu trong gia đình tập trung lo làm phận sự, thấy đồng đạo cô bác khắp nơi về đây cầu nguyện cho mình, tín tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà 10 lần như vậy mà thân tâm thanh tịnh là chắc chắn được trực giảng Tây Phương.
Vậy là không làm từng sao được cô bác anh chị em. Vậy là trong cái bài nguyện là nó ích lợi lớn quá, vậy phải không? Có ba phần. Do thầy dạy nè, thầy dạy chung thôi, nhưng mà quý vị đồng đạo chấp với nhau quá rồi. Do vậy chúng tôi mong rằng chúng ta nên xóa đi cái tư tưởng chấp mà làm cho nó trọn phận sự mà thôi. Ví dụ cái 6 ngày, cái 7 ngày cầu nguyện cũng chấp nhau nữa, giờ không nên. 6 ngày dọn bàn trước cũng được, 7 ngày dọn bàn cầu nguyện cũng được, không chấp mà sợ không làm. Mong quý vị thông cảm ở chỗ này quý vị. Rồi đọc bài nguyện cũng vậy, thầy viết cái bài nguyện cầu nguyện cho người chết thì chúng ta nói đâu mà làm. Nói tục để tang chúng ta vẫn giữ theo cổ lệ, do cái giữ theo tục để tang đó. Do vậy mà tôi cùng quý vị cầu nguyện đó lần tuần, lấy cái bài cầu nguyện cho người chết để cầu nguyện chứ có gì đâu. Nhưng bắt đầu đọc lên cái chấp à. Xin hỏi như giáo viên là nhờ ông trình giải dùng cái phần mà thấy nó lệch độ này, biết thầy có dạy khi đọc bằng Phật cầu nguyện có xá bằng Phật là có quay vào trong xá nữa và trở ra xá rồi xuống không? Xin nhờ ông diễn giải. Chưa thấy là những gì này lệch quá, cái đạo mà cấm sao này. Dạ. Đồng đạo thấy đó, ý nghĩa với nhau chúng tôi mong rằng sợ chúng ta không làm, chứ đừng sợ chúng ta nên chấp với nhau quá. Đồng đạo hỏi tôi đó, sau khi cầu nguyện cho người chết đó, tới bàn Phật rồi có quay vô trong kỉnh lễ rồi quay ra ngoài xá để lại nữa hay không? Cái phần này đó, với cái một cái an nam phong hóa lễ nghi là tôi cùng quý vị đó, khi đến nhà thì hướng về ngôi của quyền kỉnh lễ, hướng về ngôi Tam Bảo kỉnh lễ và kỉnh lễ Đức Thầy. Đã xong cái phần kỉnh lễ đó rồi thì tới phần tập trung rất là đông người hướng về bàn Phật, thì hướng về bàn Phật là xá là cũng đủ. Còn nếu là các vị đi đến đây trong cái buổi mà cầu nguyện đám tang quá đông người, theo nghi thức tôn giáo thầy phải kính lễ các ngôi thờ trong gia đình rồi đó. Không kính lễ là người ta bắt lỗi mình thiếu. Thì phần thứ nhất là kính lễ cứu quyền, phần thứ hai kính lễ ngôi Tam Bảo, phúc mặc niệm chân dung Đức Thầy được xây sang bàn Phật và bàn Thông Thiên kính lễ chung. Cái này không nên chấp cho nhau mà phải để cho ông xuống ngục viên, ông làm cho nó trọn cái phận sự. Rồi giờ tới vô cầu nguyện, người thì quỳ, người thì đứng, làm sao mà thống nhất được cô bác anh chị em? Cử các vị đại diện quỳ ở trước bàn Phật là đủ rồi, còn bao nhiêu chúng ta chọn cái địa điểm đứng, chỗ đâu quỳ cho hết. Như vậy thì đừng có chấp ở chỗ này, không nên chấp. Rồi tới đọc bài cầu nguyện cho người chết chấp nữa, ông đọc chữ giấy, ông đọc chữ Nam Mô. Sợ chúng ta không cầu chứ sợ gì mà cái chỗ giấy cùng Nam Mô, anh đọc chữ giấy. Cuối cùng đồng đạo chúng ta vì cái sự tranh chấp đó mà Đức Thầy bảo rằng khi cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm. Thầy biết tín đồ sau này tranh chấp nhau đó. Cho nên bây giờ đó các đồng đạo, hướng về bàn Phật, nhắc tên người chết, cầu nguyện trong tâm là êm re, không ai cử ai nữa hết. Thế là xong. Tại vì do chấp với nhau quá. Thôi đồng đạo cho chúng tôi phớt qua chỗ này. Thôi đã là đồng đạo rằng cái phần mà xá đó đồng đạo, thì cho vị sướng ngôn viên làm cái phận sự của mình vì đông người. Do đó trước khi chuẩn bị đi vào cái buổi lễ tang thì cho kính lễ các ngôi thờ trong gia đình và hướng sang bàn Phật và bàn Thông Thiên kính lễ chung rồi cầu nguyện thống nhất. Đồng đạo thống nhất cho chúng tôi ở chỗ này. Và phần thứ hai đó, nhờ giáo lý viên cho tôi biết cách xá thấy như thế nào, xá thầy như thế nào, phải không quý vị? Cách xá Đức Thầy theo Nho giáo, chúng ta là tín đồ Phật giáo hảo, nhưng mà cái bàn thờ cửu quyền thất tổ ông bà là tượng trưng cho thánh đạo đó. Do phần thánh đạo thì an nam phong hóa lễ nghi, đời nay dân vật bỏ đi chẳng nhìn. Vậy cái lễ nghi phong hóa này là xá như thế nào, lại như thế nào, lại ông bà còn sống đó là lại lễ cô bác anh chị. Lại lễ là chắc chắn là quý vị là bên nữ cùng bên nam mà khi cưới gả cho con mình, và giả là mình là chú rể đó, thì lại lễ đó quý vị biết mà. Lại cung tay lại là xá lễ, lại lễ đó là lại bốn lại, phải không quý vị? Lại ông bà qua đời đó là lại lễ, đó là Nho giáo đó. Tới ngày đám cưới đó mà lại cha lại mẹ còn sống đó, lại hai lại, cũng lại lễ. Rồi lại bàn tộc họ lại bốn lại, cũng lại lễ. Vậy thì rõ ràng cái lại mà lại lễ đó là theo cái phong hóa của nước nhà, theo cái lễ của Nho giáo. Vậy thì cái cách mà xá Đức Thầy đó, thì hiện nay chúng ta theo Phật giáo Hòa Hảo rồi quý vị, tục để tang chúng ta đó, nam thì để bằng khăn, nữ cũng khăn. Chứ đúng ra ngày xưa đó, nam đó là bích cân, một bộ đồ. Còn nữ đó, cô dâu đó thì được cái quần, cái khăn. Con gái cái khăn không có quần. Về Nho giáo thì nó rất là về cái lễ nghi phong hoa.
do cách xá người chết và cách lại người chết, cách xá người sống, cách lại người sống. Do đó đồng đạo hỏi tôi xá Đức Thầy như thế nào. Xin thưa đồng đạo, căn cứ vào cái lớp Đạo Pháp Khai Tâm mà ông Bùi Văn Hưởng làm giám thị đó, thì cái lớp này ông thống nhất là chúng ta xá hai xá, xá Đức Thầy hai xá. Không, quý vị thống nhất cho chúng ta nha quý vị, thông cảm. Chứ giờ nói về vấn đề cái này do tôi thì không, không phải do tôi, mà do căn cứ vào các lớp học ngày trước đã được sự thống nhất chung cho tất cả các ban giám thị ngày xưa, và ngày nay chúng ta sẽ được thống nhất với nhau bằng cách xá Đức Thầy hai xá. Hai câu hỏi chúng tôi giải trình vừa xong, nếu các bậc cao minh cao đồ có ý kiến thêm kính mời lên đây, còn không thì xin cho qua câu hỏi khác vì thời gian cũng sắp hết rồi. Xin đồng đội cứ hỏi. Dạ. Rất là hay đồng đạo. Hôm nay giờ tại cái lớp học này mà gặp đồng đạo mà như thế này đó, mà hỏi một câu hỏi này đó, phải nói là chân tu tâm đạo. Tôi quan minh tinh thần của anh rất là cao. Ít ra như vậy đó mới gọi là mình đã nghiên cứu sâu vào giáo lý của Đức Thầy. Hiện nay có một số đồng đạo phát ra cái bài Châu Ngọc Ngôn gọi là ông Hương Hào Phỉ. Mà Châu Ngọc Ngôn này đó phải thực vào năm 1939 đó, hoặc giả là 40 đó, thì tuyệt vời rồi. Bây giờ lúc đó đó, sau khi thầy nói rồi là ông ghi vô, thầy nói rồi là ông ghi vô thì quá hay. Nhưng mà để tới năm 1974 mới là gọi là Châu Ngọc Ngôn, thì chỗ này chắc có lẽ là chưa cô bác anh chị. Trải qua ba mấy bốn chục năm ai mà nhớ nổi. Nhưng mà bây giờ nói vậy có thể tội nghiệp cho ông Hương Hào Phỉ không? Xin thưa cô bác anh chị em, chúng tôi kể lại cuốn này tôi đọc không biết bao nhiêu quận mà kể rồi. Thôi giờ cho tôi nói lại với cái ý đồng đạo nha, là tôi giải chỗ này. Nếu nói trong bàn thờ của quyền thất tổ ông bà xá không cho niệm Phật và không cho cúng bông hoa trong bàn thờ của quyền, chúng ta rất lầm. Phải nói là tín đồ Phật giáo hảo, ngoài cái chỗ mà cúng bông hoa nước lạnh và nhang ra thì ở bàn thờ của quyền còn cúng thêm thực phẩm mình ăn uống, cơm, bánh, trái cây và tất cả cái nào mà mình ăn được là điều nguyện giấy của quyền thất tổ ông bà cha mẹ quá giảng về ăn với con. Vậy thì cái bông hoa có chỗ nào mà gọi rằng không cho chúng ta cúng? Vậy là trong cái bài Châu Ngọc Ngôn của Hương Hào Phỉ có những cái chỗ hướng dẫn mà các anh em dám làm theo không nè, cho tôi nói là dám làm không nghe. Ông Hương Hào Phỉ mà nói vậy tội nghiệp cho ổng, biết phải ổng không đâu, mới là ai nhắc lại nói ổng tội nghiệp cho ổng. Ông nói rằng Đức Thầy dạy tín đồ đó lại ở trong ngôi Tam Bảo song xá chính giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xá bên trái niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, xá bên mặt niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ra bàn thông thiên xá niệm Nam Mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật. Có đồng đạo nào làm không quý vị? Ai dám làm này? Sao Đức Thầy để lại trong Ngọc Ngôn mà quý vị không làm? Chết rồi quý vị à. Bây giờ phải căn cứ vào giáo lý của Đức Thầy chúng ta, để tôi cùng quý vị phải làm theo lời dạy, lời chỉ với ngày rày gặp ta. Thôi thì phải cố gắng dừng lại không quý vị, phải làm đúng theo lời dạy của Đức Thầy mới được, chứ không có thể nào theo trong Ngọc Ngôn được. Vậy thì tôi khẳng định và trả lời cho đồng đạo, bàn thờ của quyền thất tổ ông bà vẫn cúng bông hoa bình thường, rồi còn thêm nữa, cơm nước bánh trái, thức ăn thực phẩm mình ăn uống. Đồng đạo ơi, chúng ta cứ việc cúng bình thường, và xin miệng để nói thêm cho sự đụng chạm lẫn nhau và những sự cọ quẹt lẫn nhau, mong rằng các vị thông cảm cho. Còn những chỗ cọ quẹt lắm nè mà bữa nay tôi phớt qua tôi không dám nói đó. Trong nhà chúng ta chỉ thờ có ba ngôi thôi à, hình tượng bằng giấy không nên chừa lại phải đốt đi. Mà bây giờ có đồng đạo đó thờ ông Thần Tài nè, ông Địa nè, ông Độ Mạng nè, bà Mẹ Sanh nè, 12 mụ bà, 13 Đức Thầy nè. Cô ba chị em ơi, cô thờ vậy đó rồi sao đây? Thầy ha. Rồi rồi. Xin cảm ơn đồng đạo. Ban tổ chức cho chúng tôi biết là hết giờ. Nhưng mà vì cái tình cảm mà về đây với sự vui tươi phấn khởi trong cái lớp học như thế này đó, thì chúng tôi sẽ giải thêm một câu nữa. Thời gian. Dạ bác cứ hỏi. Dạ, tôi coi trong tôi thủy hành đạo
cuốn mỡ nước không nha, còn mỡ mỡ cũng vì có gì cũng nắng, nhưng mà cái ba món này cuốn mỡ rồi có thể đem bông cuốn cũng vì được thầy đó cũng hiểu cuốn mỡ. Dạ. À, cảm ơn bác. À, cho con đính chánh là một chút cho bác thông cảm cho. Cái thời viết đó bác thuộc rành rồi đó, bác thuộc rất là rành đó. Bởi vì á, các ngôi cúng á, ngoài việc là cúng Phật là bông hoa nước lạnh và nhang thôi ra đó, có nghĩa là ngoài cái bàn thờ cúng quyền đó, ba cái phần cúng đã rồi đó, còn cúng thêm nữa, cúng thêm thực phẩm mình ăn nữa. Như vậy bác nói vậy đó, thì trong cái buổi mà lễ đài con đứng đây đó, người ta đem cái bình ta tượng trưng đây, con chắc không dám để cái bình này rồi đó. Rồi trong cái buổi lễ trăm họ mà cứ vợ gả chồng cho con cái bàn tộc họ để cái bình bông chắc không được nữa rồi à. Vậy thì chúng ta hỏi nhau bắt bí nhau làm khổ nhau lắm. Vậy thì trong bàn thờ của quyền con nhận thấy trong giáo lý của thầy để rất là rộng do cái hiểu của mỗi người. Do đó ngoài cái chỗ thờ cúng bông hoa nước lạnh và nhang ra, chúng ta còn cúng thêm nữa, có nghĩa là trong bàn thờ cúng tất cả các món đó rồi mà còn cúng thêm nữa chứ không phải là như đó mà thôi. Do chúng tôi nhận thấy và các vị ngày trước trong lớp đã đưa ra đó, thì thống nhất với nhau rằng chúng ta nên cúng bông hoa nước lạnh và nhang ở các ngôi thờ rồi, trong bàn thờ của quyền còn thêm, vậy là chứ không phải là bỏ bông hoa ở bàn thờ của quyền. Các đồng đạo hỏi tôi đó là tượng cốt thì để hoặc đem vô chùa, còn hình bằng giấy thì có người sao thấy ảnh của thầy chỉ để chiêm ngưỡng, còn hình Phật thì sao đốt, xin giải dùm. Câu hỏi thì hỏi ngoài giáo lý, hỏi theo cái ý của mình, nhưng mà viết nó rất là khó giải thích. Theo ý của tôi, câu hỏi này đó thì Đức Thầy dạy rõ ràng mà, hình tượng bằng giấy không nên chừa lại phải đốt đi, phải không quý vị? Nhưng mà nhà nào chúng ta đã có hình tượng sẵn từ trước đến nay đó, thì Đức Thầy vẫn cho chúng ta để mà thượng lên và cúng lại, chứ không phải là bỏ. Tới cách cúng lại của chúng ta mà thầy còn đơn giản quá trong cái việc lại của mình. Nếu mà như bác đây lớn tuổi đó, bác nguyện rồi bác xá không cũng được, nhưng mà lúc bệnh là bác nguyện bác khỏi xá luôn trong thời cúng luôn. Mà nếu đồng đạo lớn tuổi như chúng tôi đây á, đi đồng đó đến thời cúng ngó về hướng tây nguyện rồi xá bốn hướng, còn đi xa nhà thì niệm tưởng trong tâm cũng được. Thì cách lại của Đức Thầy dạy trong cái phương pháp lễ lại rất là đơn giản quá trong việc thờ phượng lễ bái. Vậy thì đồng đạo hỏi cái này đó, cái hình tượng bằng giấy thì thầy đã viết rồi và chúng tôi đọc trả lời cho quý vị rồi. Còn tượng cốt ở tại gia đình, nếu quý vị thấy nhà mình chật hẹp mà tượng cốt rất khó là tượng trưng, do vậy nó mang đến chùa thì chuyện tình hoàn toàn hợp lý, không có trở ngại gì cả. Và nhất là hình tượng bằng giấy không nên chừa lại phải đốt đi. Chúng tôi thấy không thể nào đáp ứng hết nhu cầu của quý vị được. Ở những chỗ, ví dụ có đồng đạo quá tin tưởng Đức Thầy thì ở nơi nhà đó là thượng hình Đức Thầy ngay giữa nhà luôn á. Nhưng mà có khi chúng ta cũng làm thất lễ. Tại sao vậy? Mình đi hoài đâu có nhà con mình, cháu mình nó giỡn rồi nó lỡ lấy cây nó đập vô hình rồi làm sao cô bác anh chị em? Nó không biết, nó vô tình. Rồi giờ hình bằng giấy á, nếu mà hình tượng Phật Thích Ca Như Lai mà để là lịch sử Phật Thích Ca mà in bằng tranh đó, rồi mua về treo ở nhà đó, rồi lỡ đứt dây rớt xuống rồi con mình nó đạp lên, cháu mình nó đạp lên rồi làm sao cô bác anh chị em? Chỗ này rất là khổ ha. Thôi thì nói không hết được đâu, thời gian chúng tôi thì hết 90 phút rồi. Và chúng tôi chỉ bình luận gọn thôi chứ miễn được cái phần là gọi là ích lợi, tai hại. Trong 7 cách để lại của Đức Phật ngày xưa đó cho chúng tôi nhắc qua thôi chứ không thể giải thích được nữa rồi, vì thời gian đã hết. Một là Đức Phật từ phụ dạy cho các tăng đồ có 7 cách để lại, nhưng mà 2 cách đầu gọi là tà lễ, gọi là ngã mạng lễ, cầu danh lễ. Dạ, dạ. Và quý vị thấy rõ ràng trong 7 cách lễ lại đó, 2 cách này là tà lễ đó, ngã mặn và cầu danh, chúng ta không thể nào lại như thế được, phải không quý vị? Tới thân tâm lễ là chúng ta phải thực hành, và trí huệ thanh tịnh lễ chúng ta phải cố gắng thực hiện cho bằng được, và bình đẳng lễ là chúng ta cũng phải thực hiện cho cách này, phải không quý vị? Rồi chánh quán lễ, rồi thật tướng lễ, đó là 7 cách để lại mà 4-5 cách sau gọi là chánh lễ tức tứ, người tín đồ Phật giáo hảo chúng ta phải thực hiện 5 cách sau. Hôm nay với thời gian đã hết, do vậy mong rằng quý vị thông cảm cho chúng ta sẽ gặp gỡ và trao đổi thêm trong những lần khác. Đến đây thì chúng tôi xin tóm lại trong phần đề và chúc quý vị trong lớp học vui tươi, sáng suốt, trí huệ, minh mẫn,
để rồi ngày cuối khóa chúng ta sẽ thực hiện những bài trả lời những câu hỏi ở tại lớp và làm bài thi đạt điểm rất là cao. Mong rằng quý vị sẽ mang theo cái hành trình này cho đến suốt quãng đường đời của mình và một gia đình hạnh phúc cũng nằm ở trong cái lớp học này mà ra. Cuối cùng, cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo qua linh của Đức Phật Đức Thầy từ bi gia hộ độ cho toàn thể chư quý vị và gia đình hạnh phúc thành đạt, tinh tấn tu hành chờ ngày diện kiến Đức Tôn Sư. Lễ phép kính chào toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý học viên, vừa qua chúng ta đã được nghe qua bài giảng nghi thức thờ phượng lễ bái của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo do giáo lý viên Nguyễn Văn Bực trình bày hết sức là linh động và làm cho chúng ta phân tích rõ nghĩa, giúp cho quý học viên chúng ta theo dõi bài cũng như dễ hiểu và làm bài cũng được dễ dàng. Thì xin thay lời cho quý vị học viên, xin chân thành cảm ơn ông giáo lý viên đã đem hết khả năng của mình để giảng dạy trong cái buổi sáng hôm nay. Một lần nữa xin chúc cho ông được dồi dào sức khỏe và thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung. Kính thưa cùng toàn thể quý học viên, thì giờ đây kính mời chúng ta tạm nghỉ giải lao 15 phút rồi sau đó trở lại lớp học để tiếp tục nghe bài giảng của giáo lý viên Lê Văn Để sẽ dẫn tiếp theo cái bài hành lễ của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Giờ đây quý vị